Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 126 Ánh Trăng 2 Hỏa Yến trong quá khứ không nghĩ rằng cuộc sống lại có lúc khó khăn đến vậy, khó đến mức không thể tiến thêm một bước. Đã lâu rồi nàng chưa ngắm trăng, từ khi bị mù, nàng sống trong mơ hồ, hứa chi hằng an ủi rằng sẽ mãi bên nàng hỏa yến cũng cười đáp nhưng trong lòng vẫn mơ hồ và hoảng sợ suốt đời nàng đã đối mặt với nhiều khó khăn phần lớn dựa vào ý chí mà vượt qua tự nhủ chỉ cần bước qua một bước này là ổn không ngờ khi nhìn lại nàng đã vượt qua rất nhiều chặng đường nhưng chỉ riêng bước này nàng không thể vượt qua cũng không biết làm sao để vượt qua được không còn là phi hồng tướng quân giờ là hứa đại nãi nãi hỏa yến chỉ là một người phụ nữ bình thường một người phụ nữ bình thường bỗng nhiên mù loà dù chồng vẫn tốt với nàng nhưng điều đó giống như hoa trong nước mang theo một loại hư ảo nàng không cảm nhận được đêm thất tịch nàng ngồi trong phủ đến khuya mà vẫn không đợi được hứa chi hằng trở về ban đầu nàng nghĩ là vì công việc triều đình đến ngày hôm sau mới biết hôm trước hứa chi hằng đã cùng hạ huyền như đi dạo hội chùa nàng mò mẫm trong phòng ngồi xuống bên cửa lặng lẽ nghe các nha hoàn bên ngoài nói chuyện phiếm Hôm qua đại gia và phu nhân cãi nhau, làm lão gia cũng biết. Chủ tử tâm trạng không tốt, chúng ta làm hạ nhân lại bị xui xẻo, tất cả đều do vì kia ở Đông viện. Theo tôi, đại gia thật sự quá mềm lòng, vị này ở Đông viện bây giờ là một người mù, sao hứa ra đại nãi nãi có thể là một người mù? Không phải để người ta cười chê. Phu nhân mấy ngày nay đã hủy hết các buổi tiệc bên ngoài, không muốn người khác hỏi. Có tiểu nha hoàn không chịu nổi thay nàng nói đại nãi nãi không phải sinh ra đã mù bỗng nhiên trở thành thế này thật là đáng thương đáng thương có gì mà đáng thương dù mù nàng vẫn ngày ngày sống trong phủ được người hầu hạ chí ít không thiếu ăn mặc khác gì với thú cưng đáng thương là đại gia tuổi còn trẻ lại phải sống cả đời với một người mù đại gia tài học vô song kiểu gì cũng tìm được nữ tử khác sao lại muốn tìm kiểu này đúng vậy đại gia mới đáng thương những lời như vậy như mang theo móc sắc nhọn từng câu từng câu chui vào lòng nàng khiến nàng đau đớn dỉ máu đêm đó nàng ngồi trong phòng chờ hứa chi hằng trở về nói với hắn chúng ta ly hôn đi hứa chi hằng khẽ giật mình nhẹ giọng hỏi sao lại nói như vậy hoặc là ngươi bỏ ta cũng được nàng không thích vòng vo nói thẳng bây giờ ta đã mù không cần thiết kéo ngươi xuống chúng ta là vợ chồng hứa chi hằng nắm tay nàng nói đừng nhắc lại những chuyện này nữa đi nghỉ sớm đi hắn đổi chủ đề nhưng không phủ nhận từ liên lụy mà hòa yến nói trái tim hòa yến dần dần chìm xuống từ đó mỗi ngày nàng sống cuộc sống được phục vụ tận nơi thường xuyên nghe người làm trong phủ lén lút chế nhạo ngay cả phu nhân nói chuyện với nàng cũng mang đầy ám chỉ gần xa đều là hòa yến liên lụy đến hứa ra hứa chi hằng vẫn đối xử ôn nhu với nàng nhưng ngoài sự ôn nhu không có gì khác Hỏa Yến cảm thấy rất mệt mỏi, nàng cảm thấy như đang đi trên con đường đêm tối trong rừng núi, không có ai bên cạnh. Nàng không thấy ánh sáng phía trước, cũng không thể quay lại, không biết khi nào mới đến đích, kết thúc sự tra tấn này. Mấy ngày trước đêm trung thu, nàng nói với hứa chi hằng. Ta biết trên liên tuyết sơn có chùa Ngọc Hoa, trong chùa có cây tiên nhân rất linh thiêng. Trung thu này, chúng ta có thể lên núi được không? Ta muốn treo giải lụa cầu nguyện, có lẽ mắt ta sẽ khỏi. Từ khi nàng mù, nàng gần như chưa bao giờ yêu cầu gì từ Hứa Chi Hằng, hắn ngạc nhiên một lúc rồi cuối cùng đồng ý. Được, có lẽ khi con người gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê răng. Những năm qua mùa thu đều sáng sủa, nhưng năm nay lại mưa liên tiếp. Khi xe ngựa đến núi, trời âm u lạ thường, chiều hôm đó không thể xuống núi được, có lẽ phải ở lại trên núi một đêm. Hứa Chi Hằng dìu nàng đi trong chùa, một tăng nhân đưa cho nàng tấm lụa đỏ, chỉ vị trí cây tiên nhân sau chùa. Hỏa Yến vút phe lụa đỏ, cảm ơn vị tăng nhân. Tăng nhân vỗ tay, giọng hiền lành nói: "Giả sử trăm kiếp, việc làm không mất, nhân duyên hội ngộ, quả báo vẫn nhận." Nàng không hiểu kinh Phật, định hỏi thêm thì vị tăng nhân đã đi xa. Mưa vẫn rơi, Hứa Chi Hằng cùng Hỏa Yến đến bên cây tiên nhân. Bên cây tiên nhân có bàn đá và ghế đá, để khách hành hương treo lụa đỏ viết chữ. Hứa Chi Hằng trải lụa đỏ, đặt bút vào tay nàng, nói: "Viết đi." hỏa yến dựa vào cảm giác chậm rãi viết mong sao có thể nhìn thấy mặt trăng lần nữa không cần nhìn cũng biết chữ viết chắc chắn siêu vẹo vô cùng thảm hại viết xong nàng trân trọng đưa lụa đỏ cho hứa chi hằng hắn thay nàng treo lên cây tiên nhân hỏa yến không thấy gì nên cũng không thấy chồng nàng đứng lên chỉ tiện tay treo lụa đỏ lên một nhánh cây gần đó hắn còn lười buộc lại chỉ để tạm chỗ đó không che mưa chỉ một lúc sau lụa đỏ bị mưa ướt chữ viết mờ đi thành vệt mực khó nhận ra được viết gì. Đi thôi, Hứa Chi Hằng đến đỡ Hỏa Yến rời đi. Oanh Long, một tiếng, một tia chớp nhỏ vang lên, bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, thổi cây vang lên rào rào, lụa đỏ không được buộc chặt bị gió thổi rơi xuống, rơi vào vũng nước, bắn tung tóe bùn đất. Hỏa Yến cảm thấy lo lắng, hỏi: Gió lớn thế này, không thổi bay lụa đỏ chứ? Làm sao có thể? Hứa Chi Hằng cười trấn an: Buộc rất chặt. Nói rồi, như không thấy gì, hắn bước qua lụa đỏ. Mưa không ngừng, tối nay không thể không ngủ lại trong núi. Hứa Chi Hằng đi tìm Đại sư Ngọc Hoa tự luận kinh, đã là trạng vàng, trong phòng đèn đã thắp, Hòa Yến ngồi yên lặng. Lúc này nàng lẽ ra đã nên lên giường nghỉ ngơi, một người mù, ngoài ngủ và ăn, cũng không có gì làm. Nhưng tiếng mưa đêm thưa thớt, nàng không ngủ được, không biết lúc này là lúc nào, gọi hai tiếng tên thị nữ không ai trả lời, nàng viện tường chậm rãi đi ra ngoài, định gọi người đến vừa đến cửa nàng nghe thấy hai thị nữ đang nói chuyện vừa rồi hình như nghe thấy đại nái nái gọi người có à gọi thì gọi đừng quan tâm chế thế này rồi còn gọi gì đã là người mù còn hành hạ thật coi mình là đại nái nái hỏa yến nghe vậy khẽ giật mình hai thị nữ này không phải là thị nữ thân cận của nàng mà là của hứa chi hằng thường ngày ôn nhu dịu dàng nhất vì mối quan hệ với hứa chi hằng mà luôn kính cẩn với nàng không ngờ trong âm thầm lại nói như vậy về nàng hôm nay nếu không phải nàng muốn lên núi chúng ta cũng không phải ở lại đây qua trung thu ngoài trời vẫn mưa thật xui xẻo đại gia thật là tâm địa quá tốt mang theo cái vướng víu này mà không giận ngươi cũng biết tính tình đại gia ngoài mặt không buồn nhưng trong lòng luôn có khúc mắc hứa ra chúng ta hiện tại cũng trở thành trò cười trong kinh thành đại gia xưa nay tự cao tự đại chắc cũng khó chịu lắm nếu là ta đã treo mình lên một sợi dây tránh liên lụy người khác Sweet sao ngươi có thể nói bậy như vậy? Thị nữ nói chuyện khinh miệt. Vốn chính là như vậy, như một con vật, mỗi ngày chờ người đến đút, ăn no rồi nằm ngủ, vĩnh viễn được người hầu hạ. Không thể ra khỏi phủ, cũng không nhìn thấy, thời gian qua vô vị, một hai năm còn được, cả đời như vậy thì sống còn có ý nghĩa gì? Thà chết sớm giải thoát, cho kiếp sau đầu thai chỗ tốt, có thể nhìn thấy. Đừng nói nữa, bên ngoài có nước nóng, chúng ta đi lấy chút nước nóng về đi tiếng bước chân dần xa hỏa yến quay lưng về phía cửa chậm rãi ngồi xuống đúng vậy một hai năm còn được cả đời như vậy thì sống có ý nghĩa gì thị nữ trong phòng chủ tử chủ tử trọng ai họ không dám khinh thường hai người này có thể điềm nhiên bàn luận về nàng như vậy có thể biết hứa chi hằng trong phòng cũng không phải như trước mặt nàng mà không oán trách nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể không oán không hối hỏa yến không biết trong phòng có đèn sáng không đối với nàng đều là bóng tối bỗng nhiên nàng cảm thấy mất hết can đảm khi còn nhỏ luyện võ không lâu vào học sau đó ra chiến trường tranh quân công cả đời vì người khác mà làm áo cưới thật khó khăn mới tháo mặt nạ xuống nghĩ rằng tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng lúc này lại rơi vào bóng tối cả đời bị vây trong bốn bức tường đi một bước cũng cần người đi theo sự tuyệt vọng không phải tích lũy trong một sớm một chiều những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày từng bước xâm chiếm tiêu hao nhiệt tình của con người, nhiệt tình gần như cạn kiệt, thất vọng và gánh nặng trồng chất, cuối cùng một sợi cỏ nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng Xoạt vang lên, hy vọng chìm vào đáy nước, tuyệt vọng tràn ngập khắp nơi, nàng mò mẫm, chậm rãi đứng dậy, trong phòng có y phục còn dư đai lưng, nàng lơ đãng nắm lấy áo ngoài phủ thêm, cầm gậy trúc dùng khi mù, run rẩy ra cửa. Người trong chùa trên núi vốn đã thưa thớt, ngoài trời mưa đen kịt, tăng nhân đã sớm vào Phật đường nàng đi lung tung hoàn toàn không đụng vào ai nhờ khi còn trẻ đi lính nàng miễn cưỡng hình thành trí nhớ đường xá kinh ngạc nàng còn nhớ lúc lên núi hứa chi hằng nói với nàng rằng gần khe núi có một khu rừng rậm thác nước chảy như ngọc rơi trên bàn rất tráng lệ có núi có nước có cây coi là không tệ tiếc rằng tối nay trời mưa không có mặt trăng mà nàng ưa thích một người mù đi ra ngoài thật không tiện nhất là trên đường sơn đạo lầy lội nàng không biết mình ngã bao nhiêu lần trượt chân bao nhiêu lần chỉ cảm thấy quần áo ướt đẫm búi tóc tán loạn cuối cùng thờ hồng hộc không biết mình đang ở đâu nàng ngã sắp trước một cái cây đầu gục lên cành cây hỏa yến đưa tay sờ soảng cây này rất lớn hẳn là đã có tuổi thác nước rừng rậm có lẽ không tìm được ở đây cũng được nàng từ trước đến nay không để ý đến ngoại vật phí hết nửa ngày sức lực mới mang đến một tảng đá kiệt sức Hỏa Yến ngồi xuống trên tảng đá, trời mưa nhỏ dần, từng giọt rơi xuống thân người. Nữ tử trẻ tuổi ngửa đầu nhìn lên trời, như thể thấy mặt trăng. Chỉ có nước mưa theo gương mặt trượt xuống, nàng lau mặt tiếp tục đi. Đừng làm thuyền trên sông, đừng làm trăng trên sông. Thuyền chở người ly biệt, trăng chiếu người biệt ly. Đối với thế gian này, nàng không còn lưu luyến gì. Điều duy nhất nàng không muốn là tối nay không có trăng sáng. Hỏa Yến chậm rãi đứng dậy, cảm thấy trong tay có vài vóc, bị buộc chặt, nàng kéo xuống, rất chắc chắn, hẳn là không đứt. Nàng đá một hòn đá ra ngoài, dây thừng vài vóc bị xoắn lại rồi đứt, hỏa yến vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã mạnh xuống đất. Bùn tung tóe lên người nàng, nàng ngơ ngác một lúc, đột nhiên nhận ra, vải vóc đã đứt. Thật sự đứt rồi sao? Trong khoảnh khắc, lòng nàng không kìm được ủy khuất và chua sót, nghẹn ngào, rồi nhỏ giọng nức nở, sau đó nằm dạp xuống đất khóc lớn. Hỏa Yến rất ít khi rơi nước mắt, một tướng quân, rơi nước mắt là hành vi ảnh hưởng sĩ khí, trên chiến trường, nàng luôn phải giữ vẻ tự tin, tinh thần sáng láng, như thể không có gì có thể ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Khi không còn làm tướng quân, muốn rơi nước mắt, chính nàng cũng cảm thấy mình lố bịch. Con người luôn có lúc yếu đuối, bị cô lập có thể nhịn được, bị mù có thể nhịn được, nghe thị nữ chào phúng có thể nhịn được, bị bà mẹ chồng ám chỉ là vướng víu có thể nhịn được nhưng nếu ngay cả tìm chết cũng không được vải vóc cũng muốn đứt nàng không thể nhịn được nước mắt nóng hổi từng giọt lớn rơi xuống đất hòa lẫn với bùn không phân biệt được là mưa hay nước mắt nàng khóc đau đớn trong lúc đó nghe thấy một âm thanh lạ vang lên là giọng nam trong mưa gió tiếng nói trầm ấm mang theo chút không kiên nhẫn hỏi ngươi khóc cái gì hỏa yến ngừng khóc ngay lập tức tiêu giác nhìn người phụ nữ trước mặt đó là một phụ nữ tìm chết toàn thân đầy chật vật, mặc áo trong màu trắng, áo ngoài màu đỏ, đai lưng buộc ngược, có lẽ ngã không ít trên đường, y phục rách nát nhiều chỗ. Trên mặt cũng đầy vết bẩn, giống như mèo hoa, khắp nơi là bùn. Tiêu Giác từ trước đến nay thích sạch sẽ, chỉ cảm thấy cảnh này rất chói mắt, cuối cùng không nhịn được móc ra một chiếc khăn trắng, đưa tới. Người phụ nữ kia không nhận, làm tư thế phòng thủ, hỏi: "Ngươi là ai?" Hắn ngạc nhiên một lúc, chú ý ánh mắt đối phương có chút tự do, suy nghĩ một lát, thu hồi khăn, ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi không nhìn thấy. Người phụ nữ sững sờ một chút, giữ dằn trả lời. Đúng, ta là mù lòa. Nói rồi mặt nhếch lên, Phi Nô đứng sau lưng hắn, định tiến lên, tiêu giác khẽ gật đầu với hắn. Hỏa Yến cảnh giác nắm tay lại, chỉ là muốn lặng lẽ treo mình, giờ thì vài vóc đứt, còn bị người lạ thấy tình trạng xấu hổ. Sao ông trời lại luôn đối xử bất công với nàng? tiêu giáp nhạt nhẽo nhìn nàng, xoay người nhặt phi đao trên đất, vừa rồi hắn dùng nó để cắt phải trên cây. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Yến hỏi, tiêu giác. Đi ngang qua. Hắn thật sự không phải người thích xen vào chuyện người khác. Làm đến mức này, đã hết lòng rồi. Tiêu giác đứng dậy, xoay người rời đi, đi vài bước, phi nô tiến lại gần, thấp giọng nói. Hôm nay ở Ngọc Hoa Tự chỉ có Hàn Lâm học sĩ hứa chi hằng và phu nhân của hắn, nàng này chắc là hứa đại nái nái. Hỏa Yến, người vừa mù không lâu. Hỏa Yến, hắn nhíu mày, muội muội của Hòa Như Phi. Tiêu giác xoay người lại nhìn, người phụ nữ đã tìm được vài vóc cắt thành hai đoạn, vài không dài nhưng cắt thành hai đoạn vẫn còn dùng được. Nàng dùng một nửa vải quấn quanh cổ tay hai lần, xác định vẫn dùng được, rồi run rẩy dùng vài này thắt nút. Nàng vẫn muốn treo mình lần nữa, tiêu giác có chút không thể tưởng tượng, nhìn nàng rồi cảm thấy buồn cười. Sự cố chấp đến ngu ngốc này, rất giống với người anh họ của nàng. Phần lớn người tìm chết, chỉ là nhất thời bốc đồng, treo mình, nhảy hồ, nhảy đồi, đến lúc thực hiện, hơn nửa đều hối hận, nhưng đã muộn rồi. Người phụ nữ này nếu đã trải qua cảm giác sắp chết, sẽ không tìm chết lần nữa, không ngờ nàng cố chấp đến mức, dây thừng đứt rồi vẫn tiếp tục. Hắn vốn nên mặc kệ, không ai có thể ngăn được một người muốn chết. Trong đầu tiêu giác, đột nhiên hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước, cũng vào một đêm trung thu như thế này, khi chàng thiếu niên tâm trạng bất ổn trở về phủ, chờ đợi lại là thi thể lạnh lẽo của mẫu thân. Cảnh trước mắt dường như trùng khớp với quá khứ, trong một khoảnh khắc, hắn không thể phân biệt đây là hôm nay hay ngày nào. Phi nổ đứng sau lưng, không hiểu nhìn hắn, tiêu giác hít sâu một hơi, cuối cùng thỏa hiệp, bước đến bên người phụ nữ kia, hỏi. Tại sao ngươi muốn chết? Hỏa Yến giật mình, nàng rõ ràng đã nghe thấy bước chân đối phương rời đi, tại sao lại đột nhiên quay lại? suốt đời nàng sống theo sự sắp đặt của người khác bây giờ trước khi kết thúc nàng không muốn nghĩ cho ai nữa người này xen vào chuyện của nàng đã khiến nàng không vui nên nàng chút hết cơn giận lên đối phương nàng gần như hét lên ai cần ngươi lo nam nhân trẻ tuổi nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng từ dưới đất lên hỏa yến kinh hoàng vùng vẫy hai lần nhưng nàng vốn yếu ớt không có sức lại không nhìn thấy liền bị túm lấy đi hai bước rồi bị người vứt xuống ngồi bệt xuống đất mặt đất mềm mại, là một bãi cỏ. Người kia dường như đứng bên cạnh nàng, xoay người về phía nàng, giọng nói lạnh lùng. Tại sao ngươi muốn chết? Hỏa Yến trong lòng cũng đầy tức giận, lớn tiếng nói. Ta đã nói ai cần ngươi lo. Hôm nay không có trăng sáng, nên ta muốn chết. Đường lên núi quá trơn, nên ta muốn chết. Ta buộc sợi dây mà nó muốn đứt, nên ta muốn chết. Gặp phải ngươi xen vào chuyện của người khác, nên ta muốn chết. Được chưa? Nàng gào thét dữ dội, nước mắt lại tuôn xuống, ban đầu mạnh mẽ như hồ, nhưng nhìn lại càng giống một con mèo hoang bị đánh ướt, không có chỗ đi. Phi nô căng thẳng đứng sau lưng tiêu giác, tiêu nhị công tử chịu nhẫn nại để ý đến chuyện này đã rất hiếm thấy, nữ nhân này lại còn hung hãn như vậy, càng là hiếm thấy trong hiếm thấy. Sau khi gào thét xong, Hòa Yến đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lau trên mặt mình. Mềm mại, tỉ mỉ như làn mây ngày xuân, một giọng nói lãnh đảm, mang theo một tia ấm áp và bao dung không dễ nhận ra vang lên. Nếu ngươi thật sự mạnh mẽ hơn, mù thì có sao, mù cũng có thể trở thành người đặc biệt nhất trong những người mù. Nàng tức giận mà im bặt, tất cả sự chật vật và yếu đuối không nơi che giấu, hoàn toàn bại lộ trước mắt. Không sao, dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe thấy, có người bên cạnh, không có gì đáng lo. Nàng cười nói với hứa chi hằng như vậy, làm sao có thể không sao, làm sao có thể không ảnh hưởng. Ban đêm, nàng nhiều lần dùng ngón tay miêu tả đôi mắt của mình, khẩn cầu trời cao thương xót cho nàng nhìn thấy ánh sáng vào ngày hôm sau. Những đêm trằn trọc ấy, cắn răng tự nói với bản thân rằng không sao, giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng thực tế không thể tự giải thoát được, họ đều không biết. Họ chẳng hiểu gì cả, một người xa lạ đi ngang qua cũng hiểu được. Không thể khóc, không thể để người khác thấy sự yếu đuối, không thể phàn nàn, không thể tức giận thời gian trôi qua lâu đến mức những cảm xúc này như tầm nhà tơ từng tầng từng tầng quấn nàng thành một cái kén kiên cố nàng ngồi một mình trong cái kén đó cách biệt với thế giới bên ngoài bên ngoài cái kén hòa yến ôn hòa lạc quan luôn mỉm cười và nghĩ cho người khác bên trong cái kén hòa yến đau khổ uất ức mọi lời cầu cứu và kêu khóc đều bị kìm nén nhiều năm qua từ hòa như phi đến hòa yến chiếc mặt nạ của nàng thực ra chưa bao giờ được gỡ xuống cho đến tối nay có một người xa lạ đi ngang qua nhìn thấu tất cả gỡ bỏ chiếc mặt nạ của nàng và phát hiện ra nước mắt của nàng tất cả sự phòng bị và cảnh giác của nàng lập tức tan biến nàng chậm rãi cúi đầu xuống nước mắt lớn dần rơi xuống tưởng rằng sau câu nói đó hòa yến sẽ không khóc nữa không ngờ nàng lại khóc càng lớn tiếng hơn mưa không cần ngừng dấu vết bãi cỏ dưới thân đã bị nước mưa thâm ướt Tiêu Giác ngoác ngón tay, Phi Nô tiến lên, hắn nhận lấy chiếc dù trong tay Phi Nô và che lên đầu Hỏa Yến. Hỏa Yến vẫn chưa dừng khóc. Hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ hung ác như vậy, tính tình hỏng, lại đặc biệt có thể khóc, khó có thể tưởng tượng hòa như phi người có tính cách vui vẻ lại có một người em gái hoàn toàn khác biệt như thế. Tiêu Giác bị tiếng khóc làm choáng váng, không thể nhịn được nữa, cuối cùng lên tiếng. Đừng khóc, tại sao ta không thể khóc? nàng như con mèo hoang không biết tốt xấu, giơ móng vuốt về phía người cho ăn, cổ họng đã khàn, vẫn muốn cãi. Ta không chỉ khóc, ta còn muốn tìm chết, ta đã như thế này, sống còn có ý nghĩa gì, ô ô ô ô Tiêu giác, hắn chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ, lần đầu tiên dỗ dành phụ nữ lại có kết quả như thế này. Thật khó khăn. Rốt cuộc phải làm gì ngươi mới không khóc. Hắn kìm nén cơn giận. Mới sẽ không tiếp tục treo cổ. Hỏa yến thút tha thút thít, nàng đến đây thực ra đã không còn ý định tìm cái chết người đôi khi chỉ bị kẹp chặt vào khoảnh khắc đó qua rồi là quá khứ khó khăn chỉ là không thể vượt qua người đi ngang qua này không rõ câu nói kia cũng không quá ấm áp nhưng mà nhưng mà nàng không muốn chết nàng nói nếu ngươi có thể cho ta một viên kẹo ngay bây giờ ta sẽ không tìm chết khi còn nhỏ nàng thích ăn đồ ngọt nhưng sau năm tuổi hòa đại phu nhân giám sát nàng rất nghiêm ngặt sợ bị phát hiện nàng phải từ bỏ thói quen ăn ngọt sau này khi vào quân đội không có bánh kẹo ngọt ngào chỉ có bánh nướng thô lỗ khi đã kết hôn một lần hòa yến gặp hạ uyển như bị bệnh hứa chi hằng đến thăm nàng cố ý mang cho nàng một hộp mứt hoa quả hạ uyển như uống một ngụm thuốc hứa chi hằng liền nhét một viên mứt hoa quả vào miệng nàng hòa yến từ cửa sổ nhìn thấy trong lòng hiện lên cảm giác ghen tuông không biết là ghen vì hứa chi hằng đối xử tốt với hạ uyển như như vậy hay là ghen vì hạ huyền như chỉ cần ăn chút đắng là có thể được rất nhiều ngọt hỏa yến chưa bao giờ dám đòi hỏi nhưng tối nay không biết tại sao nàng khăng khăng muốn tận dụng sự tùy hứng của mình với người xa lạ này đến cực hạn chàng trai ngẩn người nghiêng đầu nhìn người bên cạnh người phụ nữ lau mặt bằng khăn một cách vội vàng hai gò má vẫn dính đầy bùn đôi mắt hơi sưng đỏ lại lộ ra vẻ kỳ lạ cuột cường như đã từng quen biết chắc chắn rất giống một thiếu niên vụng về nào đó hắn trầm mặc một lúc, đầu ngón tay thon dài mở túi thơm bên hông. Phi nô giật mình, túi thơm màu xanh đen bị nắm trong tay, hắn mở túi ra, một viên kẹo hoa quế được bọc trong giấy rơi ra. Thời gian đã trôi qua lâu, giấy gói kẹo đã dính chặt vào nhau, đen sẫm không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Sau khi tiêu phu nhân qua đời, tiêu giác mang theo viên kẹo hoa quế cuối cùng này, những năm qua, viên kẹo này đã cùng hắn trải qua rất nhiều khó khăn. Khi không thể chịu đựng nổi, nhìn vào viên kẹo này dường như có thể nếm được chút ngọt ngào của nhân gian đây là chút ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời hắn hiện tại hắn muốn tặng nó cho một người phụ nữ khóc không ngừng muốn tìm cái chết hắn nghĩ cuộc đời hắn đã không cần kẹo nữa vậy thì cứ như vậy đi hỏa yến cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào tay mình nàng vô thức nắm chặt muốn mở ra không thể ăn giọng nam từ bên cạnh vang lên cái gì nàng nói Ngươi có phải đang lừa ta không? Tùy tiện tìm viên đá rồi bảo là kẹo." Hỏa Yến nghe giọng đối phương, mang theo chút buồn bã vô cớ. "Viên kẹo này, trên đời chỉ còn một viên cuối cùng. Rất ngọt, nhưng ngươi không thể ăn. Ngươi có phải bị bệnh không?" Hỏa Yến không hiểu mình lại trở nên đòi hỏi như vậy, nàng nghĩ người này chắc chắn tính tình rất tốt, tâm địa mềm mại, mới có thể nhẫn nhịn những lời hồ nháo của nàng. Nàng nói, "Rất ngọt mà không thể ăn, trên đời chỉ có một viên." đây là bệ hạ ban cho hay sao? Nàng không nhìn thấy, chàng thanh niên tuấn Mỹ ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu cười nhạt một tiếng, nói. Còn chân quý hơn cả ngữ tứ. Hỏa Yến thừa dịp đối phương không chú ý, nhanh chóng xé giấy gói kẹo, nhét vào miệng. Ngươi, hắn ngạc nhiên, ta đã ăn, nuốt rồi. Hỏa Yến nói đùa, đối phương không trả lời. Đây là viên kẹo đầu tiên nàng nhận được trong đời, vị kẹo cực kỳ kỳ lạ, hòa cùng nước mắt nàng, thật đắng, nàng nghĩ vậy cứ như vậy đi. Mưa có ngừng không? Nàng không còn cảm thấy mưa rơi trên người, đưa tay lung tung gãi, hỏi người bên cạnh. Chàng thanh niên bên cạnh quỳ một chân trên đất, che dù cho nàng, dù không lớn, hắn đã bị mưa ướt hơn nửa người, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Lông mi dính những giọt nước nhỏ, ánh mắt mờ mịt phủ một tầng ôn nhu nhạt nhẽo. Ngừng, trên trời có trăng không? Trời nặng nề, không một tia sao sáng, làm gì có trăng? Hắn đáp. Có, bên ngoài trông thế nào trăng sáng như sương gió mát như nước cảnh thanh bình vô hạn hỏa yến nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay thật tốt nàng nghe thấy người bên cạnh hỏi không muốn chết nữa không nghĩ nữa không muốn chết thì về nhà đi hắn nói một tay kéo hỏa yến lên hỏa yến vô ý thức nắm lấy tay hắn tay hắn khớp xương rõ ràng thon dài nhưng đã nhanh chóng buông ra tiêu giác đi đến trước phino thấp giọng phân phó đưa người này đến phòng của đại tẩu, để đại tẩu đưa về, ta là nam tử, không tiện ra mặt. Phi Nô đáp lời, trước khi đi, bỗng nhiên hắn thêm một câu. Cảnh cáo hứa chi hằng, để hắn đừng làm quá phận. Đây là ý muốn vì Hỏa Yến mà ra mặt, Phi Nô đến, muốn đỡ Hỏa Yến, Hỏa Yến như có cảm giác đối phương muốn rời đi, đưa tay về hướng người kia, nàng nói. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai? Hắn không nói gì, Hỏa Yến chỉ kịp nắm lấy một góc tay áo từ tay nàng trượt qua, lạnh bút mà mềm mại, giống như ánh trăng. rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng nàng hoảng hốt thấy ánh sáng, ấm áp lại lạnh lẽo, nóng bỏng mà sáng tỏ, không có chút trách cứ, kiên nhẫn, bao dung, nhìn thấu tất cả bí mật của nàng, lại ôn nhu che chở. cuối cùng nàng vẫn không biết đối phương thực sự là ai. đó là đêm trung thu thê thảm nhất mà hòa yến đã trải qua, toàn thân lấm lem bùn đất, bẩn thỉu, gần như tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, ánh trăng vẫn ở bên cạnh nàng. Đêm đó không có trăng sáng, nhưng ánh trăng đêm đó thật đẹp, ánh sáng mỏng manh và mềm mại ấy đã ấm áp nàng trong nhiều năm. Chương 127, ngươi thích ta sao? Trên sông Giang Hà, ánh trăng chiếu xa ngàn dặm, lạnh đến thấu xương. Ánh sáng trắng tinh khôi len lỏi qua những kẽ lá trong rừng, như tuyết còn chưa kịp tan. Hỏa Yến nghiêng đầu, nhìn về phía người đối diện người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt trong như nước thu, không cần làm gì cũng đã thu hút. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất hào hùng nhưng lười biếng, trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo, trong khoảnh khắc làm nàng nhớ lại đêm năm đó ở chùa trên núi. Chính là ngươi, nàng trong đầu hơi choáng váng, lại rất mơ hồ. Cuối cùng, nàng vẫn không biết người đối diện là ai. Chỉ nhớ rõ mình được đưa đến một gian phòng trong chùa trên núi, một giọng nói dịu dàng của nữ tử chăm sóc nàng, tắm rửa sơ rồi đưa nàng về trước mặt hứa chi hằng. Hứa chi hằng hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏa yến chỉ đáp là ra ngoài một chút rồi vô tình lạc đường. Hắn cũng không hỏi thêm gì, về phần người phụ nữ đưa nàng trở về, hứa chi hằng cũng không nhắc đến nữa. Vì vậy, nàng càng không biết người đàn ông xa lạ kia là ai. Nhưng câu nói của người đó, nếu người có trái tim mạnh mẽ, thì mù cũng không sao, coi như mù, vẫn có thể là người đặc biệt nhất trong số những người mù luôn ghi tạc trong đầu nàng, một chữ cũng không quên. Sau đó, nàng thử nghiệm nghe âm thanh để phân biệt hình ảnh, không dùng mắt vẫn có thể sinh hoạt. Quá trình này cực kỳ gian nan, nhưng mỗi khi muốn từ bỏ, nàng lại nghĩ tới đêm đó sau chùa trên núi, dưới ánh trăng. Ánh trăng rất đẹp, từ bỏ như vậy, thật đáng tiếc. Không phải nàng không nghĩ tới những chuyện xảy ra ngày đó, bình tĩnh lại hồi tưởng, có một số việc không hẳn là ngẫu nhiên. Thị nữ nói chuyện tại cửa làm sao mà nàng lại nghe thấy một cách tình cờ như vậy? Một người lảo đảo lên núi, không một ai trong hứa ra phát hiện. Khi được đưa trả lại, hứa chi hằng dễ dàng tin lời nàng, không truy cứu. Chỉ là hy vọng nàng tự mình giải thoát thôi. Nàng không phải là chú mèo trắng tuyết được nuôi dưỡng trong viện tử giàu sang, được phu nhân tiểu thư ôm vào lòng, chơi đùa với cuộn chỉ mà vui vẻ, dịu dàng ngoan ngoãn nhưng yếu đuối. Nàng là con mèo hoang từ đêm tối trong ngõ nhỏ đi ra, bẩn thỉu nhưng cứng đầu dù bị mù vẫn có thể ngồi trên tường săn mồi họ hy vọng nàng chết nhưng nàng hết lần này tới lần khác không muốn chết dù sao trên đời này vẫn có người từng đưa nàng một viên kẹo dạy nàng biết hương vị ngọt ngào của nhân gian hỏa yến luôn nghĩ rằng người đi đường xa lạ đêm đó có lẽ là một công tử tâm địa tốt hoặc là một thiếu gia kiên nhẫn nhưng hoàn toàn không ngờ đó là tiêu giác sao lại là hắn được nàng nhẹ nhàng mở miệng hứa đài nái nái là người như thế nào tiêu giác cười lười biếng nói cực kỳ hung dữ thích khóc tính tình rất xấu hỏa yến cũng cười theo nhưng ánh mắt lại ẩm ướt nàng nói ngươi nói xấu sau lưng như vậy hứa đài nái nái biết không trong cuộc đời nàng mặt ác liệt nhất đều để lại cho đêm đó với tiêu giác còn tiêu giác có lẽ cũng để lại mặt ôn nhu nhất cho đêm đó với nàng hắn không biết rằng việc hắn dừng lại lúc đó đã trở thành cứu rỗi duy nhất trong tuyệt vọng của hỏa yến mặt trăng cô độc và lạnh lùng treo trên trời nhưng không ai biết hắn từng để ánh trăng dịu dàng chiếu lên một người nàng không có cơ hội để biết tiêu giác nhạt nhẽo nói bởi vì hứa đại nãi nãi đã chết rồi có lẽ nàng biết gió hỏa yến cúi đầu cười bỗng nhiên nhìn về chân trời cảm thán ánh trăng thật đẹp tiêu giác chống hai tay bên người ngẩng đầu theo không nhìn nàng không phải nói muốn cùng sở tử lan uống rượu sao, không mang rượu. Hỏa yến cất cao giọng nói. Sông núi biển hồ một chén rượu. Nàng giơ hai tay lên, ánh trăng rơi vào tay, như thể tràn đầy một chén rượu, giơ tay hướng về trời mà kính. Kính mặt trăng. Người thanh niên thờ ơ, lạnh nhạt nói. Có bệnh. Cô nương ấy lại xoay người, trịnh trọng giơ tay với hắn trong. Chén nhỏ, cũng kính ngươi. Không còn ánh mắt mỏi mệt ảm đạm như trước, giờ phút này hỏa yến, đôi mắt sáng ngời nụ cười rạng rỡ trong ánh mắt nhìn hắn nhất định còn có một tia cảm kích cảm kích hắn nhướng mày cười nhạt một tiếng không đáp lại động tác ngốc nghếch của nàng nịnh nọt hỏa yến nhìn chằm chằm vào mắt tiêu giác trong lòng im lặng nói thực sự rất cảm ơn ngươi đêm hôm đó hỏa yến cùng tiêu giác ngồi đến khuya cuối cùng vì trên núi quá lạnh nàng mới cùng tiêu giác xuống núi khi trở về đã là nửa đêm Ngày hôm sau nàng dậy muộn một chút. Sau khi dùng xong cơm trưa, định đi tìm sở chiêu để nói về chuyện tối qua. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện người đã đi, nhà trống không. Tìm sở tử Lan sao? Lâm song hạc từ bên cạnh đi qua, thấy vậy lên tiếng. Sáng nay, sở tử Lan đã cùng người sóc kinh về kinh rồi. Sáng nay. Hòa yến sướng sờ. Hắn không nói với ta là sáng nay. Người đến rất vội vàng. Lâm song hạc mở quạt lắc lư. Hòa huynh. Tô Tán cũng là duyên, hắn sớm muộn gì cũng phải trở lại sóc kinh, người cũng không cần quá bận tâm. Hỏa Yến không hiểu, nàng có gì mà cưỡng cầu, chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp cáo biệt cùng sở chiêu trước khi đi. Dù sao những ngày ở Lương Châu, sở tứ công tử mỗi ngày đều cùng nàng trải vuốt quan hệ trong quan trường sóc kinh. Nhưng người đã đi rồi, nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi sở chiêu đi không lâu, Tống Đào Đào cùng Trình Lý Tố cũng xuất phát về sóc kinh tiêu giác đã sắp xếp người hộ tống họ về kinh, tiểu cô nương lúc gần đi nước mắt dưng dưng kéo góc áo hỏa yến. Hòa đại ca, ngươi nhất định phải trở về thăm ta. Thăm ngươi làm gì, ngươi là cô nương, ta đại ca một đại nam nhân sao có thể lại thăm ngươi. Trình lý tố một tay kéo nàng ra, rồi đứng trước hỏa yến cười ha ha. Đại ca, thăm ta đi, đến phủ chúng ta làm khách, ta mời ngươi ăn khắp các tiểu lâu ở Sóc Kinh. Tống đào đào. Trình lý tố, biết rồi biết rồi, về sẽ giải trừ hôn ước. Trình Lý Tố móc móc lỗ tai, lầm bầm. Mẫu giả dạ xoa, quỷ mới chịu cưới ngươi. Hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ, suốt chặng đường này sẽ không thấy tịch mịch. Hòa Yến tiễn họ lên xe ngựa, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thất lạc. Ngày thường cảm giác bọn họ ầm ĩ nghịch ngợm, nhưng đến lúc rời đi, lại cảm thấy mười phần không nữa Khi làm, Hòa Như Phi, vì thân phận nên không thể gần gũi với huynh đệ tìm muội trong phủ, trình lý tố và tống đào đào giống như đệ đệ muội muội trong gia đình bình thường cùng hòa vân sinh một dạng từ một khía cạnh nào đó đã bù đắp ước mơ của nàng về gia đình vương bá cùng giang giao đi tới giang giao nói hòa huynh sau khi hiểu lầm được giải tỏa giang giao cuối cùng cũng tin rằng hòa yến không cướp vợ người khác thái độ có chút chuyển biến tốt đẹp hắn nói người nhà đưa vài thứ tới ta chọn mấy thứ ăn dùng lát nữa ngươi đi qua lấy giúp ta vương bá chua xót nói nhà võ quán của thiếu đông gia thật tốt, nhậm ngũ rồi còn có người tặng đồ. Ngươi không phải sơn phỉ đương ra sao? Hỏa Yến ngạc nhiên nói. Thủ hạ của ngươi sao không tặng đồ cho ngươi? Không có tiền, nghèo, phi ổ giải tán không được a. À? Vương bá thẹn quá hóa giận. Hỏi ta làm gì, ngươi cũng chưa lấy được đồ mà. Ta chỉ hỏi thôi, ngươi đừng kích động. Hỏa Yến nghĩ thầm, nàng có thể giống như vương bá sao? Bây giờ nàng đang mai danh ẩn tích, nếu hòa gia còn tặng đồ là trên nàng chết chưa đủ nhanh hay quan phủ lệnh truy nã không viết ra được nhưng mà giang huynh người nhà ngươi sao lại đột nhiên tặng đồ hòa yến hỏi giang giao bất đắc dĩ nói hòa huynh ngươi có quên là sắp tết không tết sao hòa yến khẽ giật mình những ngày qua nàng sống quá an nhàn nhất định là sắp quên mất chỉ còn mấy ngày nữa là tết tết mới sắp tới đây là năm mới đầu tiên thuộc về hòa yến nàng chợt vui mừng trở lại, nhìn Giang Giao và Vương Bá cũng khẽ giật mình, Vương Bá nghi ngờ hỏi. Ngươi vui mừng như vậy làm gì, có phải tiêu đô đốc lại cho ngươi thứ gì tốt không? Hỏa Yến chứng chặt trả lời. Đúng vậy, rượu ngon, thức ăn ngon, tiền đồ tốt, hâm mộ không? Ghen ghét không? Nói xong, nàng xoay người rời đi, Vương Bá sững sờ một lát, đuổi theo nói. Ê, ngươi nói rõ cho ta, đến cùng là cho ngươi cái gì? Đừng chài. Năm nay, Tết ở Lương Châu vệ qua cũng không tệ. Tiêu giác, vị chỉ huy sứ này, đối xử với thủ hạ tân binh như nhau, dù là binh Nam Phủ hay tân binh Lương Châu vệ, đều được no say trong bữa cơm tất nhiên. Có đồ ăn, có thịt, có rượu ngon, mười phần náo nhiệt, ý mừng khiến biên quan nghèo nàn cũng ấm áp lên chút ít. Năm này qua đi, huấn luyện vẫn tiếp tục. Cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, vết thương trên người Hỏa Yến cũng gần như khỏi hẳn, cùng theo huấn luyện. Dù muốn vào cửu kỳ doanh, nhưng huấn luyện bên Nam Phủ binh ngày ấy quá nặng, Hỏa Yến vừa khỏi bệnh không gánh nổi, đành phải theo Lương Châu vệ mà vất vả cùng nhau. Thời gian trôi qua bình yên, cho đến một ngày, Phi Nô nhận được một bức thư từ lâu cuộn. Trong phòng, Phi Nô đang nói chuyện với Tiêu Giác. Thiếu gia, Loan Ảnh cho biết, Đô Đốc nếu tìm được người thích hợp cùng nhau tiến lên, chuẩn bị kỹ càng lời nói, tốt nhất hãy xuất phát trong mấy ngày này. Tế dương cách Lương Châu không gần, xuất phát bây giờ, khi đến nơi cũng là mùa xuân có thể kịp ngày sinh thần của mông tắc vương nữ, Sài an hỷ có lẽ sẽ xuất hiện vào ngày sinh nhật của vương nữ. Tiêu giác ngẩng đầu. Kiều Hoán Thanh, kẻ này là cháu của đại tướng Thôi Việt Chi, thủ hạ của vương nữ Tế Dương. Phi Nô nói. Khi còn bé bị kẻ thù của Thôi ra bắt đi, sau đó may mắn được cứu, lưu lạc ở Trung Nguyên, được một phú thương thu dưỡng. Phú thương không con, Kiều Hoán Thanh liền thừa kế ra tài bạc triệu của hắn. Năm ngoái cưới vợ, không biết vì sao bị Thôi Việt Chi tìm ra tâm tích. Thôi Việt Chi bây giờ không còn người thân khác, nên viết thư mời hắn đến tham gia tiệc sinh nhật của vương nữ. Nhưng Kiều Hoán Thanh rất nhát gan, chưa tới được Tế Dương, đi ngang qua lâu quận thì bị Sơn Phỉ cướp, bị thương nhẹ, nghe nói trên đường đến Tế Dương có nhiều kẻ xấu, nên chết sống không chịu đi tiếp. Ánh mắt tiêu giác khẽ động, nở nụ cười không nói. Không cần nói. Kẻ xấu. Tất nhiên là loan ảnh sắp xếp, nhưng dọa Kiều Hoán Thanh một phen như vậy, người này không dám đi tế dương nữa thật sự quá sợ hãi loan ảnh phái người đi nói chuyện với thôi việt chi thay thế kiều hoán thanh đến tế dương dự tiệc nhưng kiều hoán thanh phải trả ngàn lượng hoàng kim coi như thủ lao kiều hoán thanh thất lạc với gia đình nhiều năm thôi việt chi vài chục năm cũng chưa từng thấy cháu mình nên bây giờ không ai biết kiều hoán thanh trông ra sao thân phận và thời gian đều phù hợp loan ảnh cũng đã gửi lệnh thông hành và ngọc bài chứng minh thân phận thiếu ra chắc không có sai sót một người là cháu của đại tướng, thân tín của phiên vương thất lạc nhiều năm, thân phận này thật sự rất tiện lợi, nhưng mà... Ngươi nói thì nhẹ nhàng. Xích hô nhịn không được mở miệng. Nhưng Loan Ảnh đã nói, trên thiếp mời của Thôi Việt Chi mời Kiều Hoán Thanh Phu Phụ, còn mang theo vợ mới cưới của hắn. Đô đốc thì không sao, nhưng làm sao tìm một nữ tử đến đóng giả phu phụ với đô đốc, không thể để giữa đường phu nhân mất tích được. Phi Nô giữ vẻ mặt bình thản, nhưng biết rằng Sích Ô nói có lý. Nam phủ binh và cửu kỳ doanh không thiếu nam tử, ai cũng có thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, dáng dấp xinh đẹp, thủ đoạn kỳ quái không thiếu gì, nhưng lại không có nữ tử. Loan ảnh chỉ có một nữ tử, nhưng con trai của Loan ảnh đã 12 tuổi, làm sao có thể đóng vai vợ của. Kiều hoán thanh. Tiêu giáp nhíu mày, trên gương mặt đẹp lần đầu tiên hiện ra chút khó khăn. Có thể tìm một tử sĩ võ công cao cường. Phi nô nhắc nhở. Điều đó sao có thể ô không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Không phải người quen biết từ lâu, ai biết là tốt hay xấu? Nếu trong bóng tối ra hại thiếu gia, ngươi và ta có gánh nổi tội này không? ô nhanh mồm nhanh miệng. nô không nói gì được, chỉ hỏi. Vậy ngươi có nhân tuyển không? Ta. ô nghĩ ngợi một lúc, nghiêm nghị nói. Không nói đến nam phủ binh, ngay cả tiêu phủ chúng ta cũng chưa từng thấy cô nương nào biết võ. Phu nhân lúc sinh thời không thích lão ra múa đao ngay cả thu nhận thị nữ cũng chỉ làm thơ và chăm sóc hoa cỏ, loại nữ tử như vậy ta chưa thấy qua. Tìm cô nương. Một người ngoài cửa sổ không nhanh không chậm nhẹ lay động quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nói. Chuyện này ta biết, để đó ta không cần hỏi hai đại lão này, tiêu hoài cần ngươi có phải phung phí của trời không? Hai người họ đã gặp qua cô nương bao giờ chưa? Ngươi hỏi họ vấn đề khó như vậy, sao không hỏi ta, bản công tử sẽ giải thích cho ngươi. Tiêu giác liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Ai cho hắn vào? Sikho. Không phải ta. Phino. Cũng không phải ta. Cần ai cho vào nữa? Lâm song hạc cảm thấy rất hài lòng. Người lương châu vệ đều biết chúng ta là bạn thân lâu năm, ta lại có tài diệu thủ hồi xuân, đương nhiên đối với ta rất tôn kính, lương châu vệ mỗi chỗ ta đều thông suốt. Ném hắn ra. Phino. Ai? Tiêu hoài cẩn, ngươi có tính tình chó gì vậy? Lâm song hạc nói, vừa tự nhiên đi vào từ cửa chính phất phất tay ra hiệu Phi Nô và Xích Ô rời đi. Để ta giải quyết vấn đề khó khăn của thiếu gia các ngươi. Phi Nô và Xích Ô lui ra ngoài, Lâm Song Hạc đóng kỹ cửa, lại đóng cả cửa sổ, tiêu giác thờ ơ nhìn động tác của hắn, Lâm Song Hạc ngồi xuống ghế trước mặt hắn, hỏi. Tìm cô nương à? Tiêu giác đá một cú, Lâm Song Hạc nhảy lên. Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân, vừa rồi ta không trộm nghe các ngươi nói chuyện, chỉ nghe một nửa, không đầu không đuôi, cái gì mà thân thủ cô nương tốt, người tìm thân thủ cô nương tốt làm gì? Nữ hộ vệ. Tiêu giác không nhịn được nói. Giả, dạ, diễn kịch biết không? Cái gì? Lâm song hạt sướng sờ, chậm rãi tỉnh táo lại, hắn nhìn tiêu giác sau nửa ngày, nhìn vẻ mặt không vui của tiêu giác, rồi mới xích gần nói. Ngươi có phải muốn như lần trước ứng phó với tôn tường phúc ở lương châu vệ, tìm người giả làm thê tử ngươi để làm chuyện gì đó? Chuyện lần trước. Lâm song hạc cuối cùng moi ra từ miệng tống đào đào tình hình thực tế. Tiểu cô nương nơi đó không phải đối thủ của hắn, ba câu đã bị lâm song hạc moi ra chuyện gì xảy ra. Cũng không đần lắm, vậy trước mắt ngươi có ai không? Lâm song hạc không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Đương nhiên tìm hòa muội muội của ta, ngươi có quên không? Hòa muội muội của ta cũng là nữ, hơn nữa thân thủ không tệ, hiếu dũng hiếu mưu, không giả mồm, đặc biệt đáng yêu. Có thể đóng vai cháu ngoại của ngươi, đương nhiên cũng có thể đóng vai phu nhân của ngươi. Tiêu giác. Không được, sao không được? Lâm song hạc bất mãn. Người ta có thể gọi ngươi một tiếng cha, ngươi gọi một tiếng phu nhân có ủy khuất ngươi không? Tiêu giác nâng trà uống một ngụm, hờ hững nhìn hắn. Ngươi nhận bạc của Hoài Yến để thay nàng nói chuyện. Ta có tiền như vậy, nhận bạc của người khác làm gì, nhưng còn ngươi? Lâm song hạc xích lại gần hắn. Sao ngươi lại kháng cự như vậy? Tiêu hoài cẩn, ngươi có quên rằng ngươi tìm là giả phu nhân? lần này đừng đặt ra điều kiện như chọn thực thê tử hay là hắn đứng thẳng nhẹ nhàng lay quạt lấy giọng chỉ điểm giang sơn bí ẩn ngươi sợ mình yêu nàng khụ 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 tiêu giác bị sặc hắn mặt không chút thay đổi nói ngươi có thể cút cút thì cút lâm song hạc nói đừng trách ta không nhắc nhở ngươi hoa yến là người ngươi có thể nghĩ đến là nhân tuyển tốt nhất mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng bất kỳ việc gì ngươi làm đều rất nguy hiểm loài hiểm cảnh này cô nương bình thường chắc chắn không chịu nổi, nếu chịu nổi, ngươi lại không thể tin tưởng. Hòa Yến ít nhất đã cùng ngươi kề vai chiến đấu mấy lần, ngươi cũng hiểu rõ nàng. Bàn về lòng trung thành. Ánh mắt của hắn rơi vào tiêu giác, tựa như có mấy phần nhìn ngấm. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn trầm mộ tuyết đi, ta nghĩ nàng rất tình nguyện cùng ngươi đi, nhưng ta sợ trầm đại nhân biết sẽ không nhịn được mà vọt tới lương châu chặt chân ngươi. Ta đã gặp qua nhiều cô nương hơn ngươi luyện binh ta thấy hòa muội muội bây giờ cũng không thích ngươi, một nữ tử không thích ngươi mà cùng ngươi đóng vai phu thê, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi đổi trầm một tuyết, đó mới sẽ xảy ra chuyện lớn. Quan trọng nhất là, hòa muội muội luôn ăn mặc như nam tử, ngoài ngươi, không ai biết rõ nàng trông ra sao, giống như từ trên trời rơi xuống một người, thật muốn bại lộ, cũng dễ giấu thân phận. Tiêu giác bình tĩnh nhìn chén trà trong tay, không biết lời của Lâm song hạc nghe lọt được hay không. Tâm tư nữ nhi khó đoán nhất, như hòa muội muội đơn giản rõ ràng, có gì đều viết lên mặt, hoặc nói thẳng ra, mới thích hợp làm việc. Ngươi không bằng nói nàng là ngớ ngẩn. Lâm song hạc nghẹn một cái, tức giận nói. Nói gì thì nói, nhìn tại chúng ta là anh em nên ta mới nói nhiều như vậy, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ kỹ rồi chọn người. Nói xong, hắn cầm quạt đi ra, chờ hắn đi rồi, tiêu giác đặt chén trả lại trên bàn, thở dài nhẹ. Đêm đã khuya, họ yến rửa mặt xong, ngồi trước gương tết trong quân ăn quá tốt, nhìn trong gương thấy bản thân hơi tròn trịa một chút. Cũng may hòa đại tiểu thư vốn tinh tế và suy nhược, nên hơi thêm chút thịt không làm nàng mập ra, mà còn giảm đi vài phần gầy yếu, thêm một điểm trạng thái đáng yêu. Trông rất giống tiểu cô nương quý giá được nuôi trong gia đình giàu có. Chỉ là trạng thái đáng yêu này trong quân doanh, thật sự không đúng lúc. Hỏa Yến hướng về gương tự chỉ huy, làm một biểu lộ hung dữ, cảm thấy uy phong không giảm mới yên tâm rồi leo lên sập đi ngủ. Giường lạnh như băng, trong quân than không đủ, tuy qua cửa ải cuối năm thời tiết hơi ấm lên chút ít, nhưng đêm thế này vẫn còn lạnh. Chỉ cần dùng thân thể ủ ấm đệm giường, vừa hơi có chút nhiệt, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, họa yến sừng sốt, trong lòng thầm mắng, ai lại gõ cửa giữa đêm thế này, khó khăn lắm mới ủ ấm được chăn, giờ đi ra ngoài lại phải chịu lạnh. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Hỏa Yến muốn giả vờ không nghe cũng không thể, đành khoác áo ngoài đi mở cửa, vừa mở cửa, Lâm Song Hạc đứng ngoài cửa. Người này thật kỳ lạ, trời lạnh thế này mà mặc một bộ áo trắng mỏng, dù có thêm lớp bông, cũng không thể dày lắm, nếu không không tạo được dáng vẻ phiêu diêu như vậy. Hắn thậm chí còn quạt, Hoa Yến không chịu nổi phải lấy quạt của hắn. Lâm Đại Phu, có thể đừng quạt không, lạnh lắm. Lâm Song Hạc dừng động tác, mỉm cười nói. Được, muộn thế này đến tìm ta, có chuyện gì vậy? Lâm Song Hạc. Hòa Huynh, chúng ta vào nhà nói được chứ? Ta thì không vấn đề. Hỏa Yến trả lời. Nhưng Lâm Huynh không phải nói, cô nam quả nữ. Nói chưa dứt lời, đã thấy người trẻ tuổi kia vượt qua nàng đi vào, bên cạnh rậm chân nói. Lạnh chết ta rồi. Hỏa Yến, nàng đóng cửa, xoay người, Lâm song hạc vẫn rông dài. Người trong phòng sao không có chậu than, lạnh quá. Than dùng hết rồi. Hỏa Yến nhẫn nại nói. Tất nhiên là lạnh, Lâm Đại Phu có thể nói thẳng rốt cuộc là chuyện gì không? Ta nghĩ kỹ, chuyện này nhất định phải nói với ngươi. Tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, ngắt lời hắn, hai người cùng nhìn về phía cửa giữa phòng, tiếng đập cửa truyền từ bên trong. Hỏa Yến sững sờ, cửa giữa bị gõ, chính là Tiêu Giáp. Tiêu Giáp nửa đêm gõ cửa có ý gì? Nàng nhìn về phía Lâm Song Hạc, Lâm Song Hạc cũng đầy nghi hoặc. Hỏa Yến đi tới, do dự một chút, rồi mở khóa tiêu nhỉ công tử với thần sắc bình tĩnh và yêu nhã, ánh mắt lướt qua lâm song hạc trong chớp mắt, rồi nhanh chóng quay lại nhìn hòa yến. Không biết có phải hòa yến ảo giác hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy biểu hiện của hắn có chút kỳ lạ. Đồ đốc, có chuyện gì, hòa đại tiểu thư? Hắn tiến lên một bước, hơi cúi người, ánh mắt ngang tầm nàng, dùng nhàn tuấn mỹ của nam tử trẻ tuổi, đôi mắt dài trong như nước thu đầy ánh trăng, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy rõ lông mi hơi vỉnh của hắn, Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, khiến người nghe nóng mặt, tim đập. Người thích ta không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 128, Vợ chồng giả. Hòa Yến, người có thích ta không? Giọng nói của hắn như có ma lực, khiến Hòa Yến đứng yên tại chỗ, không thể cử động, không thể kiềm chế mà nuốt nước miếng. Tiêu giác khẽ nhíu mày. Hòa Yến, ta... Hòa Yến vô thức cuộn ngón tay, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay người này lúc bình thường trông lười biếng mệt mỏi không có gì đặc biệt nhưng khi đến gần khí thức của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm hắn nhướng mày cong cong khóe môi gần như mê hoặc hỏi lại ngươi thích ta không 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 thích hỏa yến vô thức cuộn ngón tay đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay cơn đau nhói giúp nàng tỉnh táo trong chốc lát không còn nói những lời kinh thiên động địa nhìn sang lâm song hạc bên cạnh anh ta đã từ lâu trợn mắt há hốc mồm nghe vậy tiêu giác không tức giận ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người nhướng mày nói tốt lắm chính là ngươi ta khi không khí mập mờ vừa tan biến hỏa yến lùi lại một bước không kìm được nhìn về phía hắn ta là gì phu nhân của kiều phu nhân của kiều hỏa yến ngạc nhiên không hiểu nhưng lâm xong hạc bên kia giống như bỗng nhiên hiểu ra tiến tới nói ngươi cuối cùng cũng chịu nghe ta nói Cảm thấy hòa muội muội là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Hỏa Yến càng nghe càng không hiểu. Chuyện này rất dài dòng, vậy thì nói từ từ. Hòa Yến đi lấy ghế cho họ. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, nghiêng đầu, nhàn nhạt nhắc. Ngươi mặc quần áo trước đã. Hỏa Yến cúi đầu nhìn lại, khi Lâm Song Hạc gõ cửa, nàng chỉ khoác tạm một chiếc y phục, cũng không mặc đàng hoàng, lúc xoay người lấy ghế, y phục trượt xuống đầu vai. Lâm Song Hạc vội nói: ta không thấy gì cả. Hỏa Yến cảm thấy tiêu giác đang làm quá, dù sao nàng cũng mặc quần áo trong, che kín hết rồi, tiêu nhị công tử này không khỏi quá quân tử. Nhưng hắn đã nói vậy, nàng cũng đành chỉnh sửa lại. Sau khi chỉnh sửa xong, Hỏa Yến nghe tiêu giác kể lại sự việc quan trọng một lần nữa. Đồ đốc muốn ta và ngươi giả làm vợ chồng, đi tế dương. Hỏa Yến đập bàn. Chuyện này sao có thể? Đây là hủy hoại danh dự của ta đóng vai cháu gái thì chỉ cần gọi tiêu giác là cứu cứu, nhưng đóng vai vợ chồng thì phải gọi tiêu giác là phu quân. Nghĩ đến cảnh gọi tiêu giác là phu quân, hỏa yến dù thế nào cũng không thể chịu nổi. Hủy danh dự của ngươi. Tiêu giác nhíu đôi mắt xinh đẹp, cười lạnh. Ngươi còn ủy khuất hơn ta sao? Hỏa yến. Lời này cũng đúng, nếu việc này nói ra, theo cách nhìn của người khác, người bị hủy danh dự chính là tiêu giác. Nhưng mà hắn muốn sao thì làm vậy chẳng phải là mất mặt thật sao hiếm khi tiêu giác muốn cầu cạnh mình hòa yến hất mặt lên định đòi giá cao chỉ nghe thấy hắn hờ hững nói chuyện này xong ngươi có thể vào nam phủ binh hòa yến thành giao ta nói này lâm song hạc có chút đau đầu hòa muội muội ngươi là con gái nên e rè một chút vậy thì ngươi xem thường nàng rồi tiêu giác cười nhạt nàng làm sao có thể có loại đức tính đó e rè trong chuyện này không đáng nhắc tới. Hỏa Yến cười khúc khích. Đô đốc, ngươi yên tâm, ta chắc chắn có thể đóng vai một phu nhân tốt, để người khác phải cực kỳ ngưỡng mộ ngươi, khen ngợi ngươi mấy đời mới tu được phúc lớn. Tiêu giác nhịn một chút, bình tĩnh nói. Phu nhân của Kiều Hoán Thanh là tài nữ nổi tiếng của đại ngụy. Hỏa Yến đang khoe khoang thì im bặt. Cầm kỳ thư hòa tinh thông mọi thứ. Hắn nhìn Hỏa Yến một chút, như có phần thương hại. Nhu thuận hiểu chuyện, am hiểu lòng người, mười sáu chữ này xin hỏi có chữ nào liên quan đến ngươi dạng người hỏa yến thật thà đáp Phúc. lâm song hà không nhịn được cười thành tiếng cười được nửa chừng lại cảm thấy không nên bèn nói nói năng lung tung tiêu hoài cẩn ngươi lại nói linh tinh rồi hòa muội muội làm sao không nhu thuận hiểu chuyện thân thiện còn về cầm kỳ thư hỏa. hắn nhìn về phía hỏa yến ngươi biết không hỏa yến không biết lắm tiêu giác bật cười Lâm song hạc lập tức nói. Không sao, ta biết, ngươi đi theo ta, không phải còn mấy ngày nữa mới xuất phát sao, trước khi đi, ta sẽ dạy ngươi, không dám nói là mười phần thông thạo, nhưng lừa được mấy lão thô kia thì không thành vấn đề. Tiêu hoài cẩn, ngươi giao hòa muội muội cho ta, không quá năm ngày, ta sẽ trả lại cho ngươi một tiểu thư yểu điệu. Nếu thấp, ngu ngốc, lại không có tài nghệ, vậy thì thật vất vả cho ngươi rồi. Tiêu giác thờ ơ nói, đứng dậy, tiến đến bên hỏa yến, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng chăm chăm. Hỏa yến run rẩy dưới ánh mắt của hắn, người này tiến lại gần, nhưng đầu, cong môi cười khẽ. Nhưng cũng không đúng lắm, dù sao hòa đại tiểu thư của chúng ta giỏi nhất là lừa người. Hỏa yến, tiêu giác luôn có thể biến lời khen thành lời châm chọc. Để người khác cực kỳ ngưỡng mộ ta có được một phu nhân tốt, ta sẽ. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nụ cười nhạt nhẽo. Mỏi mắt chờ mong. Hắn rời đi. Cửa giữa đóng lại, tiếng khóa vang lên, Hỏa Yến thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống giường. Lâm Song Hạc cũng đứng lên, cười nói: "Không còn sớm, ta đi trước một bước, hòa muội muội, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi, chúng ta sẽ làm quen với cầm kỳ thư họa trước." Hỏa Yến gật đầu, Lâm Song Hạc muốn nói lại thôi, Hỏa Yến hỏi: "Lâm đại phu còn chuyện gì sao?" Hắn nhìn Hỏa Yến với vẻ phức tạp, nói: "Không có gì." Rồi lắc cây quạt ra cửa sau khi cửa đóng lại, lâm song hạc thở một hơi, đặt tay lên ngực. Hắn từng khoe khoang với tiêu giác rằng hỏa yến không thích tiêu giác, và rằng sống chung với hỏa yến sẽ thoải mái nhất, lời này không sai, dù sao trước đây khi nói chuyện với hỏa yến, hắn cũng không thấy cô có tình cảm đặc biệt với tiêu giác. Nhưng vừa rồi, khi tiêu giác tiến gần hỏa yến, lâm song hạc rõ ràng thấy hỏa yến khẩn trương và không biết ứng xử ra sao. Dường như có gì đó không đúng điều này không giống như là hoàn toàn không để ý đến tiêu giác chuyện gì đang xảy ra lâm song hạc lo lắng nếu hỏa yến thực sự thích tiêu giác chuyến đi này chẳng phải sẽ gây ra phiền toái sao không 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 chắc chắn chỉ là vì tiêu giác quá đẹp nữ tử nhìn thấy dung mạo của hắn trong nháy mắt bị mê hoặc nhìn nhiều lần sẽ hết cảm giác hắn tự an ủi mình nhất định là như vậy trong phòng hỏa yến ngồi trên giường Tiêu giác lại để nàng cùng hắn đóng vai vợ chồng đi tế dương, chuyện này thật là khó tin. Không chỉ nói về nàng, mà việc tiêu giác cùng người khác đóng vai vợ chồng, nói ra cũng khiến người ta không tin vào tai mình. Bây giờ đã biết lý do năm đó của Cửu Kỳ Doanh, Hòa Yến không còn hy vọng có thể thực sự vào được Cửu Kỳ Doanh, những người có thể vào Cửu Kỳ Doanh đều là anh hùng, là những người anh dũng quyết tâm đứng lên. Với năng lực của mình, nghĩ đến tương lai của Cửu Kỳ Doanh cũng sẽ không dễ dàng tuyển người có thể vào nam phủ binh cũng không tệ ở đại ngụy nam phủ binh cũng là nổi danh nhưng hỏa yến vui vẻ đáp ứng đề nghị của tiêu giác mặc dù không có những điều kiện này cuối cùng nàng cũng sẽ nhượng bộ đơn giản vì tiêu giác nhắc đến tế dương sư phụ của hỏa yến trong kiếp trước khi theo quân trong trận chiến ở huyện mạc đã cứu nàng từ trong đống người chết sau này dạy nàng về binh pháp đao kiếm cung ngựa tên là liễu bất phong năm đó khi chia tay Nàng đã từng hỏi Liễu Bất Phong. Sư phụ, nếu có một ngày ta muốn tìm người, nên đi đâu? Hiếu duyên tự sẽ gặp lại. Liễu Bất Phong mỉm cười nói. Nhưng nếu ngươi có chuyện quan trọng cần tìm ta, thì hãy đi ra ngoài thành Tế Dương. Ta cuối cùng sẽ đến đó. Nàng ghi nhớ trong lòng. Bây giờ... Hòa Như Phi... Đã chết, trời xuôi đất khiến, lại đến một nhiệm vụ kỳ quái như vậy. Nhưng nếu thực sự đến Tế Dương, có lẽ có thể gặp lại Liễu Bất Phong. Trong kiếp trước, ngoài người nhà họ hòa, chỉ có liễu bất phong biết rõ thân phận của nàng. Nàng rất muốn gặp lại sư phụ. Tế dương. Hỏa yến khẽ thở dài, trong lòng lại có chút lưỡng lự. Không biết có thể gặp được hắn không, cũng không biết khi gặp. Liễu bất phong có thể nhận ra nàng không? Rất nhiều lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Hỏa yến ăn sáng xong, liền muốn đi đến diễn võ trường để tập luyện. Mới đến cửa, đã bị người ngoài viện kéo lại. Hòa huynh. Nhìn lại, đó là Lâm Song Hạc. Hỏa Yến hỏi: "Lâm huynh, ngươi làm gì ở đây?" Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là đã đến từ sớm. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt: "Ta chờ ngươi ở đây." Hắn nhìn kỹ trang phục màu đen của Hỏa Yến, hỏi: "Ngươi định đi đâu? Diễn võ trường để tập luyện, sáng nay còn chưa chảy. Lâm đại phu, ta nói chuyện với ngươi sau, không đi nữa sẽ muộn." "Ai?" Lâm Song Hạc càn trước mặt nàng. Nếu ngươi nói về buổi diễn thuyết hôm đó, tạm thời có thể không đi. Ta đã để Hoài cần nói chuyện với Trầm tổng giáo đầu, mấy ngày này ngươi không cần đi. Hỏa Yến, vì sao? Ngươi có quên không, mấy ngày nữa ngươi phải đi Tế Dương. Lâm Song Hạc cười nói, sự việc cũng có nặng nhẹ, diễn võ trường ở đây, chờ ngươi từ Tế Dương trở về, muốn luyện thế nào thì luyện. Nhưng bây giờ thời gian không còn nhiều, đương nhiên phải dành thời gian làm những việc cần thiết trước. Hỏa Yến không hiểu. Việc gì trước mắt, ngươi xem. Lâm song hạc chỉ cho Hòa Yến nhìn. Trên bàn đá trong viện, lúc này bày biện một cây đàn cầm, một bộ cờ, mấy tờ giấy, bút mực nghiên mực. Lương Châu vệ vốn là nơi dành cho nam nhi luyện võ. Đột nhiên nhìn thấy những vật phong nhã này, trong nháy mắt, Hòa Yến còn tưởng rằng sở chiêu đã trở về. Ngươi muốn đóng vai thê tử của Kiều Hoán Thanh, phải hiểu biết một chút về cầm kỳ thư hỏa. Mông Tắc Vương lúc sinh thời, rất ngưỡng mộ văn nhân mặc khách, vương quyền sở hữu tế dương nội thành dân chúng sùng bái tài hoa hơn người vừa lúc kiều hoán thanh thê tử ôn ngọc yến lại là tài nữ nổi danh hòa hòa huynh lâm song hạc nói ngươi sinh ra rất tốt thần thủ cũng đáng tin cậy không thể để xảy ra chuyện gì ở đây đến viết một chữ ta xem hòa yến trong khoảnh khắc đó hòa yến cảm thấy mình trở về hiền xương quán ở sóc kinh cùng với người đứng đầu đếm ngược là lâm song hạc phải ngồi tụng lưng nhau Lâm Song Hạc không có chút cảm giác nào về việc lời nói của mình mang lại hồi ức ác mộng cho người khác, còn thúc giục. Đến, Hòa Huynh, viết một chữ, để ta xem người viết thế nào. Người này suốt ngày không có việc gì làm, Hòa Yến lời tranh luận với hắn, liền nhấc bút viết một chữ. Phiền. Chữ này viết rồng bay phượng múa, viết ngoáy không chịu nổi, Lâm Song Hạc thấy thế, động tác quạt dừng lại, ước chừng sợ tổn thương Hòa Yến, nói cũng tương đối ôn hòa hòa huynh viết chữ có phần khí khái nhưng quá khí khái chút không nghĩ rằng nữ tử viết chữ nên nhu hòa hơn sao hỏa yến cảm thấy lời hắn nói rất có vấn đề liền hỏi lại ai nói nữ tử viết chữ phải nhu hòa theo lời lâm đại phu nam tử không thể viết châm hoa chữ nhỏ sao vâng 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 lâm song hạc nói có thể không nhu hòa nhưng không thể viết ngoáy thế này hỏa yến không biết nói gì lâm song hạc liền nói không sao không sao ngươi nếu không biết vẽ tranh thì vẽ một bức tranh hàn mai ánh tuyết lừa mấy người ở tế dương chắc là đủ hỏa yến mở giấy ra đưa tay vẽ ba đóa hoa vài điểm nhỏ như tuyết lâm Song hạc nhìn một chút nghi ngờ hỏi hòa huynh ngươi vẽ bức tranh này giống như bánh nướng bị rơi hạt vừng không cẩn thận sao hỏa yến ta chỉ biết vẽ bản đồ liên tiếp như vậy lâm Song hạc bắt đầu hoảng hắn nói cờ thì sao ngươi có biết chơi cờ không ta chơi cờ rất kém rất thích đi lùi chỉ sợ không thể lên đài nếu không khống chế được bản thân để người ta chê cười sẽ không tốt còn đàn đàn kiểu gì ngươi cũng phải biết à lâm song hạc trong mắt có chút tuyệt vọng bây giờ trong phủ có cô nương năm tuổi đã bắt đầu học đàn hỏa yến giang hai tay nhạc cụ ta không biết một chút nào hai người nhìn nhau bầu không khí xấu hổ và yên tĩnh hỏa yến cực kỳ không tự nhiên cũng cực kỳ ủy khuất, từ bé nàng đã bị nuôi như nam tử, học cái gì cầm kỳ thư hỏa. Sau này đi hiền sương quán, trong ngành học cũng không quá xuất sắc, ngay cả khi bánh từ trên trời rơi xuống, gặp được danh sư chỉ điểm, có liệu bất phong truyền hết bản lĩnh, nhưng đều liên quan đến công phu bảo mệnh trên chiến trường. Cầm kỳ thư hỏa, không thể giúp mình tránh chảy máu trên xa trường, cũng không thể giúp thêm nhiều trận thắng, đối với nàng thực sự quá xa xỉ. Không có điều kiện đó, càng không có thời gian đương nhiên điều quan trọng nhất là không có thiên phú đó. Không chỉ hỏa yến ủy khuất, lâm song hạc cũng cực kỳ ủy khuất. Hắn đã gặp nhiều quý nữ ở Sóc Kinh, mỗi người đều tài nghệ am hiểu ít nhất ba loại. Cầm kỳ thư hỏa là người người đều biết, hỏa yến thậm chí không biết gì. Lâm song hạc đột nhiên hoài nghi mình, đề nghị tiêu giác để hỏa yến đóng vai ôn ngọc yến rốt cuộc có phải sai không? Lâm Đại Phu Hỏa Yến thấy hắn nãy giờ không nói gì, sợ rằng Lâm Song Hạc bị bản thân mình bất tài hù dọa, lo lắng hỏi. Lâm Song Hạc lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói. Không có gì, ta đang suy nghĩ về chuyện này. Nát bấy thế này, không cần nói ra bao nhiêu tinh diệu, chỉ cần học được chút căn bản, đến lúc đó làm dáng một chút là được. Lương Châu vệ con nữ tiên sinh trầm mộ tuyết, tài hoa xuất chúng, nhưng nếu để trầm mộ tuyết biết hỏa yến là nữ tử, còn bị tiêu giác điểm danh muốn đóng vai phu thê, chỉ sợ xảy ra sự cố. Mặc dù Lâm Song Hạc không có tình cảm gì với Trầm Mộ Tuyết, nhưng để bất kỳ cô nương nào đau lòng, hắn cũng không muốn thấy. Thôi, hắn không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến, lòng đau như cắt, nhưng trên mặt vẫn cười cắn răng nói. Hòa Huynh không cần lo lắng, chỉ cần gắng sức, có chí ắt làm nên, nước chảy đá mòn, ngươi tất nhiên sẽ học được, để ta dạy ngươi, chúng ta học từ đầu, nhất định cũng có thể khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Hỏa Yến thấy người này quá kích động, ho nhẹ một tiếng. Cái này, Lâm Đại Phu, ngươi biết sao? Nhớ không lầm, Lâm Song Hạc năm đó cùng nàng đều đứng đầu bảng đếm ngược, có tư cách gì và năng lực gì để dạy người khác. Lâm Song Hạc mở quạt xếp ra, kiêu ngạo nói. Ta không biết cái khác, nhưng tình thơ ý hỏa thì biết. Nhìn ta. Đêm đã khuya, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng đàn sắc bén. Phi Nô đang giúp Tiêu Giác thu dọn công văn trên bàn nghe tiếng đàn tay run một cái, quân văn tán loạn. Hắn nhìn tiêu giác, thấy tiêu giác rỗi tay nâng chán, vẻ mặt khó chịu. Phi nô thầm thở dài, hỏa yến tại diễn võ trường rực rỡ hào quang, cái gì cũng biết, không ngờ lại chậm lụt trong cầm kỳ thư họa, đánh đàn thế này, đổi bất kỳ cô nương nào ở sóc kinh đã học đàn, dù là năm tuổi, cũng đàn hay hơn nhiều. Ba ngày, dòng dã ba ngày, qua hai ngày nữa sẽ lên đường, nhưng tiếng đàn của hỏa yến bên kia bức tường, không thấy tiến bộ chút nào, dường như càng ngày càng không kiên nhẫn, càng ngày càng khó nghe. Xích ô là người tính cấp bách, nhiều lần lôi kéo phi từ một nơi bí mật gần đó nói. Không biết đánh đàn thì đừng đánh, thiếu gia điên rồi hay sao, tìm người nam tử đóng vai phu nhân thì thôi, còn tìm người không biết gì, đây không phải để cho người ta nắm thóp sao. Dù có thiếu người cũng không thể như thế. Hắn còn không biết Hòa Yến là nữ tử, Phi cũng không tiện nói, chỉ bảo. Ít nói, làm nhiều việc. Nhưng tối nay như thế, Phi Nô trong lòng cũng thầm nghĩ, Hỏa Yến tối giả như vậy, thật có thể đảm nhiệm trọng trách này sao? Trong phòng bên cạnh, Lâm Song Hạc khoát tay áo, hữu khí vô lực nói. Hòa muội muội đủ rồi, đủ rồi, có thể không đánh đàn nữa. Hỏa Yến dừng tay, nhìn hắn, khiêm tốn hỏi. Lâm Huynh, hôm nay ta có tiến bộ hơn hôm qua không? Lâm Song Hạc nghẹn lời, không biết nói gì. Mặc dù hắn không xuất sắc trong cầm kỳ thư họa nhưng dù gì cũng là công tử văn nhã ở kinh thành, những tuyệt chiêu này vẫn biết một hai. Vốn cho rằng có bản thân dạy bảo, không nói trong vòng ba ngày có thể luyện đặc biệt tốt, ít nhất cũng có thể làm dáng một chút. Nhưng nhìn Hòa Yến bây giờ, mới biết rằng mình đã quá coi thường. Hắn chưa từng thấy qua nữ tử nào khó dạy như vậy. Ba ngày qua, chẳng những không có tiến bộ, tiếng đàn càng lúc càng trói tai, lâm song hoặc bây giờ mới biết rằng, trên đời có người có thể đánh đàn ra âm thanh thế này sao? người ta nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, tốt xấu tiêu giác cũng là văn võ song toàn, phong nhã vô song, hỏa yến ở gần tiêu giác lâu như vậy, làm sao một chút nhã ý cũng không dính. Lại thêm cô nương này còn rất chăm chỉ, nhìn nàng cố gắng như vậy, lâm song hạc không thể trách móc nặng lời. Khiến hắn nhớ tới tuổi nhỏ vào học, một vị đồng môn cũng như vậy, cột tóc lên xà nhà, lấy rồi đâm đùi, vẫn như cũng nhiều lần đứng đầu đếm ngược. Rất thê thảm. Thôi thôi, Trẻ con không dậy được, Lâm Song Hạc đứng lên, mỉm cười nói: "Có thể, rất không tệ, Hòa Muội Muội, ngươi quả nhiên rất có thiên phú, chỉ cần thêm chút cần luyện, nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Mấy ngày nay ngươi cứ luyện, chờ đến Tế Dương, lại để Hoài cần tự mình chỉ điểm, ta nghĩ ngươi có thể xuất sư." "Hòa Yến, thật sao?" "Lâm Song Hạc, thật không thể thật hơn." Hắn nghĩ, Hòa Yến thật sự quá khó dạy, hắn nên sớm biết khó mà lui thì hơn việc dạy dỗ phức tạp này vẫn là để tiêu giác tự giải quyết, dù sao Hỏa Yến là người của hắn, là phu nhân của hắn, việc này vốn thuộc về tiêu giác. Nghĩ đến đây, không thấy gánh nặng, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, lâm song hạc cười nói. Hai ngày còn lại ta cũng không tới, hòa muội muội ngươi cứ luyện nhiều, luyện nhiều. Hắn không nợ một thân nhẹ, nhanh nhẹn rời đi. Hỏa Yến còn nửa tin nửa ngờ, nàng nghe rõ ràng rất khó nghe, Lâm Song Hạc lại nói như vậy, thật sự tốt đến vậy sao? Người phong nhã hưng thú, quả thật khác biệt với người thường. Hai ngày còn lại, ngoài việc luyện đàn, Hòa Yến còn tìm cơ hội không để cáo biệt Hồng Sơn và bọn họ. Tế Dương không thể so với Lương Châu Thành, tới lui thêm nhiều việc, chỉ sợ gần nửa năm đều ở bên ngoài, không về được Lương Châu vệ. Thời gian dài như vậy không gặp lại đồng đội ngày xưa, cũng rất nhớ. Người lại cùng tiêu đô đốc đi làm việc hồng sơn tiến gần nói a à, hòa ngươi có muốn thăng chức không thăng cái gì thăng tiểu mạch đang nướng trứng chim nhặt được trứng chim mới từ trong lửa moi ra nóng cực kỳ hắn lật trong lòng bàn tay hai lần ai muốn thăng chức thạch đầu nhẹ nhàng gõ đầu hắn nhìn hòa yến bảo trọng trên đường hòa yến cười đương nhiên còn chưa chúc mừng các ngươi vào tiên phong doanh qua cửa ải cuối năm trong tân binh lại chọn một bộ phận đi tiên phong doanh thạch đầu giang giao Vương Bá và Hoàng Hùng đều được chọn. Tiểu Mạch còn nhỏ tuổi, huấn luyện chưa xuất sắc lắm, Hồng Sơn luôn bình thường, may mắn hai người bọn họ cũng không để ý, làm binh sĩ phổ thông đã thỏa mãn. Vào tiên phong danh nào có người thoải mái như vậy? Vương Bá đợi cơ hội chua hòa yến một lần. Thường thường được cùng tiêu đô đốc ra ngoài, không cần tập luyện, lại có thể tạo ấn tượng tốt với cấp trên, thần tiên cũng không bằng ngươi. Vương Huynh, lời này không đúng, hòa huynh cùng đô đốc ra ngoài, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như chúng ta nghĩ, không chừng có nguy hiểm gì. Giang Giao nhìn Hoa Yến, vạn sự phải cẩn thận. Hoa Yến rũi lưng, ta luôn rất cẩn thận. Hoàng Hùng thấy vậy, vê một lần trên cổ Phật Châu, nói: ngươi luôn tâm niệm thăng chức, lần này chính là cơ hội tốt. Tiêu Đồ Đốc nguyện ý mang ngươi, tất nhiên là thấy trên người ngươi có điểm đặc biệt. Nếu ngươi có thể nắm bắt cơ hội này, kiếm được quân công, con đường ngươi muốn sẽ tiến thêm một bước cũng có thể nhanh chóng đạt được điều ngươi mong muốn. Hỏa Yến thầm nghĩ, tiêu giác nguyện ý mang nàng, đúng là nhìn chúng trên người nàng thứ gì đó, chính là nàng là một nữ tử, thật không ngờ. Dễ nói, dễ nói. Nàng phất tay. Chư vị yên tâm, chúng ta đã cùng nhau tranh cờ trên bạch Nguyệt Sơn, ngủ chung giường huynh đệ. Nếu ta có miếng ăn, các vị sẽ có miếng canh. Nếu ta thật sự thăng chức, tất nhiên sẽ không quên đồng bào. Nhưng ta cũng tin rằng, dù không có ta các vị cũng có thể tạo nên tên tuổi ở lương châu nói hay lắm hoàng hùng nói không dựa vào người dựa vào mình đều là hảo hán hỏa yến mỉm cười nhìn về phía bầu trời xa xăm trống trải của lương châu vệ núi xa tuyết ngập trắng xóa cuối cùng sẽ dần tan mùa đông đã qua ngày xuân không xa tế dương và lương châu lại khác nhau núi cao nước xa ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nàng phủi tay đứng dậy. Tương lai chưa bao giờ dựa vào suy nghĩ mà thành, chỉ cần cúi đầu, không ngừng tiến lên phía trước là được. chương 129, Phu Nhân Bắt đầu từ Lương Châu, hành trình đến Tế Dương Thành kéo dài khoảng một tháng dù đã thúc ngựa không ngừng. Sau Tết Nguyên Đán, trên đường đi về phía Nam, thời tiết càng ấm dần khi đến gần Tế Dương, hoa dại bên đường nở rộ, chim yến bắt đầu làm tổ, báo hiệu mùa xuân đã đến thật sự. Xích ô lái xe ngựa đến ngoài thành Tế Dương và nói. Thiếu gia, ở đây chúng ta có thể mua được chiếc xe ngựa tốt nhất, đó chính là chiếc này. Chiếc xe ngựa trông rất sang trọng, được bọc bởi lụa tơ xanh lá và bên trong lót lụa trắng mềm mại. Ngồi vào rất rộng rãi và thoải mái. Hỏa Yến, sau nhiều ngày cưỡi ngựa, đã cảm thấy rất hài lòng. Nhưng Lâm Song Hạc vẫn không ngừng chê bai. Chỉ như vậy sao, ở Sóc Kinh, tôi cũng không thèm nhìn. Chất liệu gỗ này quá kém. Tôi không phải đã bảo chọn cái đắt nhất sao? Xích ô đáp. Đây đã là chiếc xe ngựa quý giá nhất. Hỏa Yến liếc nhìn lâm song hạc và thở dài trong lòng. Qua nhiều năm, phong cách sống hưởng thụ của vị thiếu gia này vẫn không thay đổi. Cô không hiểu tại sao tiêu giác lại mang theo lâm song hạc khi đi tế dương làm việc. Điều này chỉ gây thêm rắc rối cho cô. Không chỉ Hỏa Yến mà ngay cả lâm song hạc cũng khó hiểu. Trước khi đi, anh ta đã nhiều lần xác nhận. Người chắc chắn không nói sai là phải dẫn ta đi Tế Dương sao?" Tiêu Giác trả lời, "Chắc chắn, vì sao? Bởi vì cần một quản gia đi cùng." "Quản gia?" Lâm Song Hạc tức giận, "Ngươi có thấy phong thái của ta giống quản gia không?" Tiêu Giác nhìn Lâm Song Hạc một lượt và đáp, "Bây giờ thì thấy rồi." Mặc dù nói vậy, Lâm Song Hạc thực sự cũng muốn cùng Tiêu Giác ra ngoài để mở mang tầm mắt. Anh ta chưa từng đến Tế Dương, nghe nói rằng cô nương ở Tế Dương ai cũng đẹp nếu đời này không gặp một lần thì thật đáng tiếc. Vì vậy, dù miệng phàn nàn vài câu nhưng Lâm Song Hạc vẫn vui vẻ đồng ý đi cùng. Trước đó trên đường đi, họ không để ý gì nhiều, nhưng khi đến gần Tế Dương, họ phải cải trang tốt hơn. Dù sao ở đây, họ không còn là Tiêu Hoài Cần và Hòa Yến, mà là công tử giàu có kiểu hoán thanh từ Hồ Châu và kiều thê mới cưới ôn Ngọc Yến, cùng với hai hộ vệ Sích Ô và Phi Nô, và quản gia Lâm Song Hạc. Phỉ nô lấy lệnh thông hành ra, nhìn về phía cửa thành Tế Dương, nói: "Thiếu gia, chúng ta vào thành, tìm một khách sạn để nghỉ ngơi và còn phải mua thêm hai nha hoàn." Không thể để Phú Thương thiếu gia và thiếu nãi nãi ra ngoài mà không có nha hoàn đi cùng, tự mình làm hết mọi việc hàng ngày, lời này mà nói ra thì chẳng ai tin nổi, chứ đừng nói đến thôi Việt Chi. "Mua nha hoàn sao?" Lâm Song Hạc nói, "Ta cũng đi, ta biết chọn cô nương." Tiêu giác không quan tâm đến Lâm Song Hạc chỉ dặn Phi Tìm những đứa nhỏ tuổi, xong việc ở Tế Dương thì để các nàng về nhà. Phi đồng ý. Xích và Phi điều khiển xe ngựa, chậm rãi đến cửa thành Tế Dương. Phi đưa lệnh thông hành cho hộ vệ giữ cửa, hộ vệ cẩn thận xem qua lệnh rồi đột nhiên cung kính nói. Thì ra là người nhà thôi trung kỳ, mời vào. Lâm song hạc liền hỏi. Thôi Việt Chi có thân phận rất cao ở Tế Dương sao? hỏa yến đáp nghe nói là lớn lên cùng mông tắc vương nữ trung thành và tài giỏi rất được vương nữ tin tưởng lâm song hạc ngạc nhiên hỏi làm sao ngươi biết hỏa yến đáp nghe người ta nói tiêu giác liếc nhìn nàng không nói gì hỏa yến chưa từng đến tế dương nhưng đã nghe qua một chút về người và sự việc ở đây đơn giản là vì sư phụ của nàng liễu bất phong đến từ vùng ngoài thành tế dương và đã kể cho nàng rất nhiều chuyện về tế dương khiến nàng mong chờ được thấy nơi này chỉ là quyền lực của phiên vương di chuyển phức tạp, không ngờ bây giờ có thể cùng tiêu giác đi và thuận tiện nhìn một chút thủy thành trong lời kể của liễu bất phong, quả thật rất mới mẻ. Thành tế dương giàu có vạc phồn thịnh, các hộ gia đình san sát nhau, thương mại phát triển. Ngoài thành có các kênh đào liên tiếp, tàu buôn tấp nập, tế dương nổi tiếng với tơ lụa và lá trà, theo sông Cà dương chảy thẳng đến dương châu, có thể nói. Vạn hộc chi chu hành nhược phong. Trong thành còn có các con sông nhỏ, dưới cầu là các thuyền nhỏ chở đầy trái cây và đồ vật, tạo nên một thành phố nước. Người trung nguyên không mấy khi thấy được cảnh này, hỏa yến nằm trên xe ngựa nhìn ra ngoài, tấm tắc khen ngợi. Lâm song hạ cảm thán. Tế dương quả thật không khác lời du giả, là một nơi giống như thần tiên, khó trách ra vào khó khăn, nếu đến đây, ta cũng không muốn rời đi. Ngươi nhìn kìa, cô nương biên đẹp như vậy, thật khác xa với những người ở Sóc Kinh. Hỏa yến, nàng thầm nghĩ người ở sóc kinh cũng không nói như vậy. nàng quay đầu nhìn tiêu giác, thấy hắn ngồi trong xe ngựa, dường như không có hứng thú gì với cảnh phồn hoa bên ngoài, ngồi uể oải, ánh mắt bình thản, không có chút kinh ngạc nào. đô đốc, chúng ta bây giờ đi tìm khách sạn trước sao? nàng hỏi. cái gì đô đốc? lâm song hạc lập tức nói. đã đến tế dương, ngươi cũng không thể gọi đô đốc, sợ lộ tẩy. hỏa yến. vậy ta gọi cái gì? đương nhiên là gọi phu quân. Khi từ Phu quân Vừa được thốt ra Cả hỏa yến và tiêu giác đều giật mình Tiêu giác càng có biểu cảm khó tả Rất đặc sắc Sau một lúc nhịn Nói Hiện tại không cần gọi Sau này gọi cũng sẽ không tự nhiên được không Hỏa yến trong lòng khổ sở vô cùng Lần này nhìn nhiệm vụ có vẻ không tệ Không ngờ lại khó khăn như vậy Không chỉ phải chịu khổ mà còn xấu hổ cùng nhau Không trách điều kiện trao đổi là vào Nam Phủ Binh Tiêu giác nói Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi tế dương giàu có, phồn hoa, việc tìm khách sạn cũng không cần chọn nhiều, nhìn cái nào cũng không tệ. Sico chọn một khách sạn gần nhất trong thành, thuận tiện làm quen với nội thành. Mấy người trước tiên bỏ xuống những đồ vật nặng trên xe ngựa. Phi tới nói. Thiếu gia, thuộc hạ vừa nghe nói, ở gần đây có một tiệm cơm, bà chủ tiệm sẽ giúp mua bán nha hoàn cho các gia đình lớn. Nếu hôm nay ở đây, có thể ngay bây giờ đi tìm bà chủ để xem mắt, Tiêu giác gật đầu đồng ý. Hỏa Yến trần trừ một chút, nói. Ta thì không đi được. Mấy người dừng lại, lâm song hạc hỏi. Hòa, thiếu phu nhân, ngươi có chuyện gì? Hỏa Yến thực ra không có gì khác, chỉ là không muốn thấy người khác bán con cái. Dù biết có thể vào nhà lớn làm nha hoàn không hẳn là xấu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Năm đó theo quân, chịu đủ sự quấy rối của người Khương ở vùng chiến loạn, người dân thường bán con cái là chuyện bình thường. Nếu là con trai thì tốt hơn, nhiều nhất là làm đầy tớ, nhưng bán con gái thì càng nhiều, Hỏa Yến từng thấy cô nương 13, 14 tuổi bị bán làm thiếp cho lão già 60 tuổi chỉ với một khối bánh nướng. Mạng người thật là đê tiện. Nàng thực sự không thích thấy người bị xem như hàng hóa để lựa chọn. Ta, ta bây giờ không phải thân phận nữ tử sao? Nàng tùy tiện bịa chuyện cái lý do, cũng không thể mặc bộ quần áo này chạy khắp nơi, trông không giống Ôn Ngọc Yến. Ta nghĩ gần đây có hiệu may nào, ta đi mua hai bộ xiêm y nữ. Nếu có đồ trang sức thì mua thêm, để khi gặp thôi Việt Chi sẽ không bị lộ tẩy. Để tiện đi đường, nàng vẫn mượn y phục của Trình Lý Tố. Khi vào Tế Dương, tiếp tục mặc trang phục nam tử thì không thích hợp. Lâm song hạc nghe xong, thấy nàng nói có lý, nên đồng ý. Vậy cũng được, xích ô, người đi theo nàng. Tiêu giác nói. Có việc thì phát tín hiệu. Xích ô đồng ý. Tiêu Giác nhìn Hòa Yến và nói: Ngươi chỉ ở gần đây, không được đi xa. Tế Dương không giống Lương Châu, cẩn thận vẫn hơn. Hòa Yến gật đầu. Được, vậy chúng ta chia ra hành động. Lâm Song Hạc lung lay cây quạt. Thiếu phu nhân, nhớ mua thêm vài bộ y phục đẹp, để bọn họ nhìn xem cô nương Trung Nguyên của chúng ta đẹp thế nào. Tiêu Giác. Im miệng. Ba người họ rời đi, để lại Hòa Yến và Xích Ô. Xích Ô thầm nghĩ Lâm Song Hạc nói không đúng hỏa yến không phải nữ tử dù có mặc thế nào cũng không thể đẹp động người có ý nghĩa gì hắn vừa nghĩ tới đây liền thấy hỏa yến bước đến tấm gương nhổ châm gài tóc ngay lập tức một mái tóc đen rủ xuống vai người hỏa yến quay đầu ta một người nam tử đi hiệu may mua y phục nữ không tránh khỏi bị chú ý trước tiên thả tóc xuống thế nào nàng hỏi xích ô. bây giờ ta trông thế nào xích ô. tạm tạm được hắn thầm nghĩ trong lòng, trước kia sao không phát hiện hỏa yến lại có nét nữ tính, còn tưởng rằng hắn đóng vai nữ tử sẽ làm người ta khó nhìn, lúc này với mái tóc thả xuống. Thật đúng là như một cô gái. Không trách thiếu ra lại chọn hắn đi cùng. Đi thôi. Xích ô nói. Thừa dịp trời còn sáng, đi một vòng xung quanh trước. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Thành tế dương nằm về phía nam so với Lương Châu, thời tiết ấm áp hơn nhiều, bây giờ lại là ngày xuân, Mặt trời ló đầu, toàn thân cảm thấy ấm áp, cây liễu xanh mượt mà, xuân sắc vô biên. Bốn phía đều là người bán hàng rong giao hàng, người tế dương vốn sống bằng nghề đánh cá, dân phong nhiệt tình, người người nhiệt tình hiếu khách. Khi đi ngang qua một người bán dưa quả, thấy Hòa Yến nhìn vài lần, người bán liền nhét mấy quả vào ngực Hòa Yến và nói. Cô nương lấy đi, không cần tiền, đưa người nếm thử. Xích sì hô, vậy mà bị gọi là cô nương ngụy trang cũng qua tốt rồi hỏa yến cười nhẹ nhàng nhận lấy đưa cho xích ô vài quả và nói thành tế dương thật không tồi không trách năm đó liễu bất phong nhắc đến tế dương với giọng điệu hoài niệm nghĩ đến liễu bất phong hỏa yến lại có chút lo lắng nàng bây giờ ở cùng tiêu giác làm sao tìm lý do để ra ngoài thành tìm tung tích liễu bất phong hơn nữa lúc ấy liễu bất phong nói mập mờ bây giờ nhìn lại thành tế dương lớn như vậy muốn tìm người quả thật không dễ đang suy nghĩ, Xích Hồ đã hỏi thăm một người bán tượng đất gần đó. "Tiểu ca, xin hỏi gần đây có cửa hàng bán quần áo may sẵn không?" Chủ quán nghe vậy, cười nói: "Nghe giọng huynh đệ, không phải người Tế Dương phải không? Ngươi hỏi đúng rồi, hắn chỉ về phía trước. Tế Dương Tú La Phường, hiệu may lớn nhất, có nhiều y phục tốt nhất. Muốn mua y phục, vào đó là đúng." Xích Hồ cảm ơn chủ quán, cùng Hòa Yến đi theo hướng chủ quán chỉ hỏa yến có chút lo lắng xích ô hỏi ngươi sao vậy mua xiêm y nữ tử có chút không tự nhiên mà thôi hỏa yến nói xích ô gật đầu đúng là rất không tự nhiên hỏa yến kiếp trước và kiếp này thời gian làm nam tử nhiều hơn làm nữ tử nhưng dù làm nữ tử nàng cũng không quá để ý đến việc mặc quần áo trong phủ cho chuẩn bị gì thì mặc cái đó nếu phải tự chọn cũng không biết chọn gì nghĩ thầm không nên gây trò cười chọn cái gì không phù hợp bản thân thì tốt hơn. Nhưng dù sợ thế nào, cũng phải qua một lần, Tú La Phường không xa, không bao lâu thì đến. Chủ quán tượng đất không nói sai, Tú La Phường trông rất lớn, có 5 tầng, như một tòa lầu các. Đứng ở cửa có hai tiểu nhị mặc áo xanh thấy họ đến, liền cười tiến lên đón khách, một người nói. Khách quan, lần đầu tới Tú La Phường sao? Hỏa Yến gật đầu. Đúng vậy, chúng ta muốn mua mấy bộ y phục xin hỏi ngài hay vị công tử này muốn tìm y phục. Tiểu nhị chỉ lên lầu. Tầng thứ nhất của Tú La Phường là y phục nam tử, tầng thứ hai là y phục trẻ em, ba tầng trên cùng là y phục nữ tử. Dừng một chút, hắn lại nói. Càng lên cao, y phục càng quý. Hắn cười xoa xoa tay. Ngài thấy sao, chúng ta đi tầng ba. Hỏa Yến quyết định nhanh chóng. Được rồi. Tiểu nhị cười tùm tìm đáp. Hai vị xin mời đi theo tôi. Bên trong quả thật rất lớn, mỗi tầng đều trải thảm tinh tế, trang trí cũng cực kỳ đẹp mắt, khác với sự phong nhã của sóc kinh, bố trí của tế dương càng phong phú và nhiệt huyết hơn. Như con người nơi đây, tường vẽ bích họa, tựa như người dân đang chơi trò chơi, tranh cuộn dài, cảnh tượng phương thị trên nước vô cùng náo nhiệt, người người chen vai thích cánh, rất thú vị. thấy hỏa yến nhìn chăm chăm vào bích họa không chớp mắt, hỏa kế cười nói: đây là lễ thủy thần của tế dương chúng tôi người tế dương sống dựa vào nước mỗi năm tháng ba đều tế thủy thần hai vị xem ra không phải người bản xứ nếu ở đây đủ lâu có thể dễ dàng đến xem lễ thủy thần rất náo nhiệt tháng ba hòa yến hỏi đúng vậy ngay tháng này lễ thủy thần rất vui cô nương ngươi nếu đi đảm bảo không thua thiệt người ở đây từ trước đến nay nhiệt tình hòa yến không nói gì nhưng trong lòng thêm vài phần hiếu kỳ về lễ thủy thần đến tầng ba tiểu nhị dừng bước, nói. Nơi này chính là, cô nương, ngài xem trước. Hỏa Yến gật đầu, xích ô có chút không tự nhiên, tầng này tất cả đều là siêm y nữ tử, hắn là nam tử đứng đây không phù hợp, liền nói với Hỏa Yến. Ta xuống lầu chờ ngươi, ngươi chọn xong, nhờ người gọi ta là được. Hỏa Yến nói. Được. Xích ô rời đi, tiểu nhị tiếp tục dẫn Hỏa Yến xem y phục, vừa xem vừa giải thích. Cái này là váy anh đào hồng cổ hương đoạn nguyệt hoa, bán chạy nhất thời gian trước, mùa xuân đến, mọi người thích mặc màu đỏ, trong lễ đạp thanh trông rất bắt mắt. Nếu muốn hấp dẫn ánh mắt tình lang, cái này không gì bằng. Cái này là váy lụa hoa mẫu đơn màu hồng cánh sen cũng không tệ, kết hợp với quạt tròn, giống như vẽ lên tiên nữ. Thanh nhã, cao khiết, diệu cực kỳ, ngài xem cái này, váy thêu văn điệp màu, phía trên có 100 con bướm, tất cả đều do thợ thêu của chúng ta tỉ mỉ thêu lên, nghĩ mà xem, mặc váy này trong bụi hoa chắc chắn sẽ thu hút nhiều bướm, thật giả bướm cùng một chỗ vây quanh ngươi, nhiều người sẽ thích lắm. Hòa Yến, tiểu nhị tú la phường, khẩu tài thật là tốt, Hòa Yến nghe hắn nói mà động lòng, cảm thấy mỗi bộ quần áo treo trên tường đều độc nhất vô nhị, tinh xảo tuyệt luân, dù cho là nữ tử bình thường, mặc vào cũng trở nên xinh đẹp. Tầng này lúc này chỉ có một mình nàng, nếu có nhiều người đến xem y phục, tiểu nhị này còn giải quyết được. Cũng may nàng có chút phân biệt, không hoàn toàn tin tưởng nhưng khi nhìn hết toàn bộ tầng ba không khỏi cảm thấy choáng đầu hoa mắt thật sự là nhiều quá lại không biết nên chọn cái nào hỏa yến nghĩ nghĩ nói với tiểu nhị tiểu ca ta bình thường rất ít tự chọn y phục nên trong lúc này không biết nên chọn cái nào ngài có thể giúp ta tìm xem có loại nào mặc không phạm sai lầm cũng không kén người lại không thất lễ khi dự tiệc không tiểu nhị cũng là người khôn khéo nghe hỏa yến nói vậy cũng hiểu nàng không biết chọn y phục liền cười nói dễ thôi cô nương ta thấy ngài có làn da trắng khác với nữ tử tế dương dung màu phát triển như vậy nếu chỉ chọn y phục không phạm sai lầm mai một vẻ đẹp của ngài không đáng tiếc sao nếu không hắn đi đến trước một bộ y phục nhấc lên một góc cho hỏa yến xem ngài xem cái này cái này là váy thiên hương quyên ngọc rất nhẹ nhàng sờ vào nhẫn mịn màu sắc là thủy lam rất tôn da của ngài kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, nếu ngài mặc đi dự tiệc, chắc chắn sẽ không thất lễ. Váy này chỉ có một cái, nếu ngài thích, sao không chọn cái này? Hỏa Yến đi đến trước bộ váy, thấy váy này so với mấy bộ vừa rồi, thật sự đơn giản hơn nhiều, không lòe loẹt, sờ vào cũng rất thoải mái. Hỏa Yến cười nói, vậy chọn cái này, cái váy này ta muốn. Từ phía bên trong đâm ra một cái tay, đoạt lấy váy trong tay Hỏa Yến. Hỏa Yến nhìn lại, thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc váy màu vàng đứng trước mặt, xinh đẹp mặt má đảo, nhan như phủ dung. Chỉ có điều da hơi đen chút, nhưng tư thái vô cùng tốt, vóc dáng cao, một đôi mắt không nhìn hòa yến, như thể trước mắt không có người này. Phía sau nàng có hai nha hoàn mặc áo xanh, một người lên tiếng. Còn thất thần làm gì, gặp tiểu thư của chúng ta sao không chào hỏi. Tiểu nhị kia khẽ giật mình, vội khom lưng hành lễ nói. Nhan đại tiểu thư, nhàn đại tiểu thư hừ một tiếng coi như trả lời. Tiểu nhị quay đầu lại, lau mồ hôi, nói với hỏa yến. Cô nương, nếu không, ngài chọn bộ khác. Dù có là kẻ đần, cũng nên hiểu chuyện gì xảy ra. Ở đâu và lúc nào cũng không thiếu loại người này ỉ vào ra thế hoành hành không sợ ai. Tiểu nhị cũng vô tội, hỏa yến không muốn làm khó hắn, huống hồ chỉ là một bộ y phục, nàng liền cười nói. Không có chuyện gì, ta chọn bộ khác là được. Xin lỗi. Tiểu nhị quay lưng lại, thấp giọng nói. Nhan đại tiểu thư bình thường cũng không đến hiệu may của chúng ta, dù có đến cũng không đến tầng 3, hôm nay không biết có chuyện gì. Không có chuyện gì. Hỏa Yến cho hắn ánh mắt để an tâm. Không cần giải thích, ta hiểu mà. Đa tạ, đa tạ. Tiểu nhị đi đến bên nhan đại tiểu thư, cười nói. Nhan đại tiểu thư, có cần tôi chọn y phục cho ngài không? Ngươi là cái gì, còn đòi chọn cho ta? Nhan đại tiểu thư khinh thường nói. Ngươi đi chọn cho người khác đi, bản tiểu thư không cần ngươi chỉ điểm." Tiểu nhị lúng túng lùi qua một bên, lại nhớ đến Hỏa Yến. So với hầu hạ vị tranh chua nhan đại tiểu thư, vị này hiển nhiên dễ nói chuyện hơn, hắn cười nói. "Cô nương xem cái này, cái này là váy tỳ bà gấm Tô Châu, tay áo rộng, mặc vào giống như đi trong mây mù, cũng rất đẹp. Màu sắc là hoa lê trắng, cô nương mặc vào, nhất định là băng cơ ngọc cốt, uyển chuyển chọc người." hỏa yến nghe mà bật cười tiểu nhị này bán y phục thì bán y phục sao lại khen người mà miệng lưỡi như thế khiến người nghe khó mà không cười hỏa yến nhìn một chút bộ y phục cảm thấy cũng không tệ liền nói vậy chọn cái này vừa dứt lời nhà hoàn bên cạnh nhan đại tiểu thư liền đưa tay kéo bộ y phục mà hỏa yến chọn nói cái này đại tiểu thư của chúng ta cũng muốn lại nữa sao hỏa yến nhíu mày một lần thì có thể nói là trùng hợp hai lần thì có chút cố ý nhưng nàng chưa bao giờ thấy nữ tử này sao lại liên tiếp nhầm vào nàng nàng quay người đối mặt với đối phương khách khí hỏi xin hỏi vị tiểu thư này ta có làm gì đắc tội ngươi không có mà nhàn đại tiểu thư nhìn nàng nhướng mày nói ta chỉ chọn y phục thôi sao lại đắc tội một hai kiện tự nhiên không có gì hỏa yến mỉm cười nhưng không phải đợi chút nữa ta chọn cái gì ngươi liền chọn cái đó chứ Nhàn đại tiểu thư hé miệng, kiêu căng nói. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc, ta không hiểu, cô nương vì sao như vậy. Mọi thứ đều phải hỏi vì sao, rất tốt, nhưng bản tiểu thư không phải sinh ra để giải thích cho ngươi. Ta hôm nay ở đây, coi như mua hết tầng 3 y phục, đó cũng là bản sự của ta. Nếu ngươi không phục, cũng mua là được. Nhiều y phục như vậy, tổng có một cái ta không muốn. Nhưng... Nàng quan sát hỏa yến từ đầu đến chân, ngữ khi có chút khinh miệt nhìn ngươi thế này, cũng không giống có thể mua được bao nhiêu. Hỏa Yến mặc y phục của Trình Lý Tố, lúc đầu chất phải không kém, nhưng mấy ngày liên tiếp đi đường, đến cùng phong trần mệt mỏi, nàng lại đến từ khách sạn, y phục chưa kịp đổi, nhìn trong mắt người ngoài, tự nhiên mặt mày xám xịt, trông như nghèo khó. Nàng gặp phải cai số phận gì đây, chỉ đi mua một bộ y phục, cũng gặp phải một đại tiểu thư kiêu căng như vậy. Hỏa Yến giao tiếp với nam tử, từ, từ trước đến nay đơn giản thô bảo, dù không phục cũng chỉ cần đánh một trầu là xong nhưng nữ tử thì khác nàng không thể ẩu đả cô nương giữa đường tú la phường không phải của nhà cô nương hòa yến nhẫn nhịn nói ta chỉ muốn mua y phục thôi mong cô nương không gây hấn vừa nói lời này nữ tử kia giống như bị dẫm đuôi mèo toàn thân lông đều dựng lên nàng quét đôi mắt đẹp giọng càng bén nhọn hơn gây hấn ngươi nói ta gây hấn nơi nào đến nhà quê không biết bản tiểu thư thì thôi còn đầy miệng ô môn quế ngữ. Nghĩ mua quần áo. Nhìn ngươi cái dạng nghèo kiết này, mua được sao? Hỏa Yến. Ta, thiếu phu nhân. Một tiếng chen vào. Hỏa Yến nhìn lại, không biết từ khi nào, tiêu giác và lâm song hoặc đã tìm đến đây. Xích ô và phi nô đứng sau, còn có hai tiểu cô nương trải xong hoàn búi tóc, mặc áo hồng, rụt rè đứng một bên. Tiêu giác bước lên, tế dương nữ tử xinh đẹp mạnh mẽ, nam tử dương cương uy vũ, như hắn tuấn mỹ yêu nhã, phong thái hào hùng thanh niên, thật sự hiếm có. Nhan đại tiểu thư nhìn con ngươi đăm đăm. Tiêu giác nhìn chằm chằm nàng một lúc, bỗng ngoác môi, tiến sát gần tai hỏa yến, giọng rất thấp nhưng vừa đủ để người xung quanh nghe thấy. Chuyện gì hoang mang, phu nhân? chương 130, Họa Mi. Nam tử trẻ tuổi dáng người cao giáo, như cây tùng thẳng đứng, mặc áo bào màu xanh đậm, toát lên vẻ quý phái và thanh nhã ánh mắt của hắn như bầu trời đêm sâu thẳm, hiện ra một chút lạnh lùng, khóe miệng lại mang nét mỉa mai nhàn nhạt, nhạt. Một câu, phu nhân, của hắn, giọng trầm như rượu, nghe đến ai cũng say. Hỏa Yến cũng thế, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn thoảng qua khiến nàng cứng đờ, không biết nói gì. Nhàn đại tiểu thư cắn môi nhìn tiêu giác, lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Một Mỹ nam tử vô song như vậy, nhất định đã có vợ, và người vợ lại là một cô gái quê mùa thật không đáng, nhìn thấy Hỏa Yến không nói gì, Tiêu Giác nhướng mày, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, hỏi: "Nàng bắt nạt ngươi?" Hỏa Yến giật mình tỉnh lại, đang định nói thì Nhan Đại tiểu thư nhanh chóng lên tiếng trước. "Công tử, tiểu nữ không có bắt nạt ai cả, chỉ là cùng cô nương này thích cùng một chiếc váy mà thôi." Nhan Đại tiểu thư khi nói chuyện với Tiêu Giác, không còn hung dữ như trước, ánh mắt ôn nhu không thể rời khỏi Tiêu Giác nhưng ta rõ ràng nghe ngươi nói thiếu phu nhân của chúng ta không có tiền lâm song hạc sợ thiên hạ không loạn lắc lắc cây quạt nói ngay cả ta một người quản gia cũng không nghe nổi nữa quản gia tiểu nhị áo xanh đứng bên cạnh trong lòng thầm lắc đầu nghĩ rằng đây là công tử nhà nào đó không ngờ là một quản gia nhìn dung mạo và khí độ của họ chắc chắn không phải người thường không biết vừa rồi có đắc tội gì không tiêu giác nghiêng đầu hỏi hỏa yến Ngươi đã chọn được gì chưa? Hỏa Yến lắc đầu, nhàn đại tiểu thư nhanh chóng đưa chiếc váy màu lam mà Hỏa Yến vừa chọn, mỉm cười nói. Cô nương nếu thật tâm thích chiếc váy này, tiểu nữ nguyện nhường. Hỏa Yến, tiêu giác chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không đưa tay nhận, nói với tiểu nhị đứng đó. Trên lầu có gì? Tiểu nhị lau mồ hôi, trả lời. Công tử, Tú La phường có 5 tầng, từ tầng 3 đến tầng 5 đều là quần áo may sẵn cho nữ tử, tầng năm là quý nhất, dành riêng cho quý nhân, giá tiền cũng cao hơn. cầm vật quý nhất của tiệm các ngươi xuống đây. Nhàn đại tiểu thư mặt tái nhợt, hỏa yến cũng kinh ngạc, giật giật tay áo tiêu giác, nhỏ giọng nói: không cần đâu, ta chỉ cần một chiếc đơn giản là được rồi. tiêu giác ánh mắt yên tĩnh, im miệng. tiểu nhị nhanh chóng lên lầu, không lâu sau ôm một cái hộp nhỏ xuống, đặt lên bàn. hắn mở khóa, cẩn thận lấy ra một chiếc váy thêu màu trắng nhạt ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào vải áo phản chiếu cầu vồng như vải cá nhàn nhạt xanh tím kim phấn đã mỏng mà mềm không giống vật phàm đây là chiếc váy giao tiêu xa độc nhất vô nhị ở tế dương đại ngụy vải này mua từ một thương nhân biển còn lại một mảnh cuối cùng làm thành chiếc váy lệ tiêu dưới ánh mặt trời sẽ phát ra màu sắc như nước mắt giao nhân đây chính là vật quý nhất của tiệm chúng ta tiêu giác nhìn chiếc váy trong tay tiểu nhị nói tạm được Hỏa Yến cảm thấy lời giải thích này quá phô trương, chiếc váy chỉ là một cái áo, nói như thể trên đời thật có giao nhân. Bao nhiêu tiền? Lâm song hạc hỏi, tiểu nhị giơ một ngón tay. Một trăm kim, một trăm kim. Hỏa Yến kinh ngạc. Người tại sao không đi cướp? Một bộ y phục bán một trăm kim, thật quá xa xỉ. Kiếp trước nàng làm quý công tử, quý phu nhân cũng không xa xỉ như vậy. Tiểu nhị cười nói. Phu nhân đừng coi thường, chiếc váy này ngoài đẹp còn là bảo vật, có thể phòng thân, đau thương bất nhập, thủy hỏa không thấm. Một chiếc váy 100 kim là quý chút, nhưng một bảo vật 100 kim đã là rất rẻ. Không cần thiết. Xích sì hô nhỏ giọng nói với phi Quý phu nhân mặc chiếc váy này, chẳng lẽ không có việc gì liền lên núi đao biển lửa sao? Thực không cần thiết, liền cái này. Tiêu giáp nhạt nói. Chọn thêm vài món ở tầng 5, cùng mang đi. Được rồi. Tiểu nhị mừng rỡ, khách hào phóng như vậy không phải ngày nào cũng gặp, nhanh chóng tiếp tục khách quan muốn xem thêm châu báu không? Chiếc váy, lệ tiêu, tốt nhất kết hợp với châm cài ngọc trai, giày cũng phải cùng màu, phu nhân nhà ngài thật xứng đáng với sự tuyệt mỹ này. Hỏa Yến Chấm hỏi Tiêu giác Ngươi cứ chọn Nhàn đại tiểu thư đứng bên cạnh nhìn ngây ngốc, Hỏa Yến cảm thấy không ổn, kéo tiêu giác nói Quá lãng phí Tiêu giác giọng nhạt Buông tay Hỏa Yến lập tức buông tay Tiểu tử kia quả thật như tiêu giác nói, đi chọn thêm vài món y phục, vài món trang sức mang đến cho mọi người xem qua, kiểm kê xong, nói. Tổng cộng 200 kim. Hỏa Yến nghe vậy muốn xỉu, tiêu giáp nói với Lâm Song Hạc. Trả tiền. Lâm Song Hạc giật mình. Ta, bằng không thì ta trả, quản gia. Lâm Song Hạc, hắn đành phải lấy ra một tấm ngân phiếu, miễn cưỡng cười nói. Được, tiểu trả. Ngân phiếu vừa đưa ra, tiêu giáp nói. Chậm đá. Mọi người đều ngạc nhiên, Hỏa Yến vui mừng, nghĩ tiêu giác đột nhiên phát hiện mình xa hoa quá mức định quay đầu. Tiêu giác nhìn nhan đại tiểu thư, mỉm cười nói. Quên hỏi, vị này không phải cũng thích cùng một dương y phục sao? Nếu nàng thích, ta nguyện nhường. Nhan đại tiểu thư sắc mặt khó coi, nhà nàng tuy có tiền nhưng không mang theo 200 kim. Gương mặt xinh đẹp quá mức của tiêu giác rõ ràng đang bênh vực phu nhân hắn. Nàng cắn răng nói. Ta không thích. Tiêu giác nhẹ gật đầu, bảo phi nô thu dương lại, đang muốn đi thì nói thêm nhắc nhở ngươi một câu. Mọi người giật mình, thấy nam tử mặt như mỹ ngọc, giọng lại tràn đầy cay nghiệt. Màu da quá tối, tú la phường quần áo, không hợp ngươi. Đổi tiệm khác đi. Khi xuống lầu, lâm song hạc vẫn cười không ngừng. Ha 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 ha, tiêu thiếu gia, ngài nói chuyện thật cay nghiệt, ngài không nhìn thấy vừa rồi mặt cô nương kia sao, nếu ta là nàng, tối nay sẽ không ngủ yên. Người ta yêu ngài, ngài lại châm chọc như thế, ha 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 ha. Hỏa Yến cũng thấy tiêu giác lần này hành động quá trẻ con, nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn không phải điều này. Nàng bước nhanh theo tiêu giác, hỏi. Nàng vừa rồi muốn lấy quần áo của ta vì màu da đen không hợp. Nàng nghĩ mãi không ra, lần đầu tới tế dương, không có oán thù gì với đối phương, sao lại gây sự. Tiêu giác nhìn nàng, khinh bỉ nói. Không thấy nàng ghen tị sao? Ta nào biết ta có điểm gì đáng ghen tị? Hỏa Yến nói nhỏ. Nhất là bị nữ tử ghen tị nam tử ghen tị thì thường xuyên, chuyện gì tốt, chạy nhanh, tử lượng, nhưng bị nữ tử ghen tị lại mới mẻ. Bởi thế, cảm giác đố kỵ giữa nữ tử cũng có thể yêu quý, không giống nam tử, dễ ra tay đánh nhau. Nàng hỏi tiêu giác. Ta có phải rất trắng, cho nên nàng ghen tị. Tiêu giác. Giống khối than đen. Hỏa yến, người này, nói lời dễ nghe sẽ chết sao. Hai tiểu nha hoàn rụt rè đi theo, xích hôn nhìn hỏa yến cố ý chọc tiêu giác, trà sát cánh tay, nhịn không được nói. Hòa Yến, nhập vai quá nhanh, ngươi xem hắn hiện tại, cứ như nữ tử, ta nổi da gà, quá không tự nhiên. Phi nô. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Về đến khách sạn, hai tiểu nha hoàn nhìn Hòa Yến, một trong số đó rụt rè nói. Phu nhân, chúng nô tỉ đi trước thu dọn phòng, ngài chờ một lát. Hòa Yến. Được. Sau khi hai tiểu cô nương lên lầu, Hòa Yến hỏi đây là nha hoàn các ngươi mua, quá nhỏ. Hai tiểu cô nương trông chỉ 12, 13 tuổi, không biết vì sao lớn vậy hay vì quá gầy yếu, dáng dấp giống nhau, là một đôi song sinh. Lâm song hạc đáp. Thiếu gia của chúng ta quá đẹp, nếu tìm người cùng tuổi, khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư khác, nửa đêm bỏ lên giường thì sao? Chỉ có tìm dạng này tuổi nhỏ, đầu óc chậm chạp, an toàn. Hỏa Yến nghe xong, cảm thấy Lâm song hạc nói rất có lý, nghĩ đến nhan đại tiểu thư phản ứng vừa rồi, tiêu giác thật khiến người ta trêu hoa gẹo nguyệt, cần cẩn thận hơn. Lâm song hạc lại nói. Đừng nhìn hai nha đầu nhỏ, tốn không ít bạc, ta nói. Hắn kịp phản ứng, nhìn tiêu giác. Người mang ta đến tế dương, thật không phải cần quản gia, là cần túi tiền nhỏ. Hòa yến, phốc phốc, cười ra tiếng, lâm song hạc tiếp tục mắng tiêu giác. Người làm vậy không nhân nghĩa, người mua quần áo, mua nha hoàn, ở khách sạn sao lại bắt ta trả tiền Cũng không phải ta Hỏa yến không cười nổi Tiêu giác lạnh lùng Ngươi theo ta đến tế dương An toàn không ngại Vì sao Vì có ngươi Lâm song hạc nói Tiêu giác ở đó Ai dám cướp bóc Tiêu giác không thể phủ nhận Vậy là được rồi Phí bảo hộ Lâm song hạc Phí bảo hộ Hắn nói Tiêu Tiêu giác nhẹ nhàng "Suỵt." Một tiếng Nhìn dương ngoài Nói Khuân đồ đi thôi Lâm quản gia. So với Tiêu Giác nói chuyện, Lâm Song Hạc chưa từng thắng nổi, hắn hừ một tiếng, từ tay áo lấy ra vài vật, đưa cho Hỏa Yến. Hỏa Yến không hiểu, đây là gì, cho phu nhân mua son phấn? Lâm Song Hạc nói, "Chúng ta gặp người của Thôi Việt Chi trên đường, Thôi ra gọi thành môn vệ, thấy lệnh thông hành của Kiều Hoán Thanh bẩm họ, tối nay chúng ta ở Thôi phủ." "Ngươi cần những thứ này?" Hỏa Yến nhìn hộp son phấn, cảm thấy khó khăn. "Ta khuân đồ." Lâm Song hạc khoát tay áo, ghé sát Hỏa Yến nói nhỏ. hòa muội muội, hào hào trang điểm, để mọi người thấy ngươi mỹ mạo thế nào. Vi huynh rất coi trọng ngươi, tối nay ngươi là minh châu đẹp nhất tế dương." "Hỏa Yến, thật cảm ơn hắn." Trên hành lang, Tiểu Nha hoàn gọi, "Phu nhân, thiếu gia, nô tỳ đã thu dọn phòng, ngài có thể vào." Tiêu Giác nói, "Đi thôi." Hỏa Yến đem son phấn cất, cùng Tiêu Giác lên lầu, đến cửa, dừng bước, hỏi ngươi cũng vào dù bây giờ là phu phụ trên danh nghĩa nhưng cùng phòng nàng còn thay y phục không tiện tiêu giác nhìn nàng như đồ đần nói ta đi phòng lâm xong hạc ngươi đổi xong gọi ta hỏa yến được nàng vào phòng hai nha hoàn lui ra hai bên nhìn nàng cẩn thận hỏa yến không chịu nổi ánh mắt này ngồi xuống hòa nhã hỏi các ngươi tên gì nô tỳ thúy kiều nô tỳ hồng tiếu hỏa yến gật đầu tên hay Thúy Kiều, Hồng Tiếu, ta đói bụng, các ngươi có thể đi làm chút điểm tâm, muốn mới ra lò, được không? Hai tiểu cô nương liên tục gật đầu. Được, phu nhân, nô tỳ đi ngay. Thúy Kiều và Hồng Tiếu đi. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng không quen người khác phục vụ, nhìn dương quần áo trang sức, lại đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại, thôi, trước rửa mặt, lau sạch mày dậm. Bây giờ nàng cùng Tiêu giác đồng hành, không tận lực bôi đen mặt, tại lương châu vệ đã trắng lại trong phòng có nước nóng sạch hỏa yến rửa mặt cầm khăn lau khô mồi trước bàn không biết vì sao so với năm trước khuôn mặt hỏa yến càng xinh đẹp hơn mũ quan rõ ràng từ tiểu mỹ nhân trở thành thiếu nữ duyên dáng nhìn nam trang quen đột nhiên nhìn nữ trang còn có chút không quen hỏa yến cầm lược trái tóc mềm mại nhìn đống son phấn của lâm song hạc son phấn phải dùng sao nàng không nhớ rõ lúc hòa đại nãi nãi dùng vài lần sau đó nha hoàn hầu hạ không cần tự mình làm. Lúc này thật không biết từ đâu bắt đầu, nàng lấy cây bút, bắt đầu từ tay quen thuộc, hỏa yến vẽ mày cẩn thận, vừa xong một bên, bên ngoài có người gõ cửa, nàng cầm bút mở cửa, thấy tiêu giác. Hắn đưa dương cho nàng, không kiên nhẫn. Ngươi quên cầm y phục. Hỏa yến vỗ đầu. Đúng, suýt nữa quên mất. Giá trị 200 kim y phục không cầm, nàng còn trang dung làm gì, nàng nói. Cảm ơn ngươi. Tiêu giác nhìn mặt nàng, khẽ giật mình, không tin nổi. Ngươi vẽ cái gì? Hỏa yến. Lông mày, tay nghề ta thế nào? Tiêu giác khóe miệng giật một cái. Nàng quen làm nam trang, tự nhiên vẽ lông mày đậm thô. Bây giờ tóc dài xóa, phải vẽ lông mày nữ tử. Hỏa yến vẽ mày kiếm thành lông mi cong. Một đầu cong cong, lại đậm thô, như con run béo nằm trên mắt. Tiêu giác không nhìn nổi. Hắn kéo nàng tới chậu nước. Rửa đi, tại sao? Hỏa yến ngửa đầu. Ta thấy rất tốt. Tiêu giác liếc nàng. Ngươi thấy tốt, tốt. Hỏa yến nhỏ giọng Cũng không quá tốt. Nhưng sao, thuật nghiệp hữu chuyên công, nàng giỏi làm nam trang, nữ trang vụng về, không phải một sớm một chiều. Hai nhà đầu đâu, đi làm ăn. Hỏa yến lau sạch mày, cảm thấy nản lòng, đùa. Ngươi tới. Không nghĩ tiêu giác nhìn nàng, nhận bút. Lần này, hỏa yến thật sợ. Tiêu giác đi qua cửa sổ. Tới. Hỏa yến vô ý thức đi qua. Hắn lại nói. Ngồi xuống. Hỏa Yến ngồi trước mặt hắn, vẫn không tưởng tượng nổi, hỏi. Ngươi thật phải vẽ. Tiêu giác nhìn mặt nàng, kéo mép cười, nói. Sợ, sợ. Hỏa Yến ngồi thẳng người. Ta có gì sợ, ta sợ ngươi vẽ không tốt, khoe khoang thôi. Tiêu giác. Ngồi xuống. Tháng ba tế dương, ánh nắng chiếu vào mặt nam tử, tay dài cầm bút, nhẹ nhàng phẩy qua đuôi lông mày. Hỏa Yến có chút bất an, nàng chưa bao giờ nghĩ tiêu giác vẽ mày cho nàng, kiếp trước, kiếp này chưa từng cùng nam tử thân cận thế. Dù là trưởng phu hứa chi hằng, tiệp tân hôn cũng không làm vậy. Nam tử vẽ mày cho nữ tử, như xa vào sắc đẹp. Nhưng tiêu giác nghiêm túc, khiến nàng trầm mê, hỏa yên ý thức trầm mê, ngửa ra sau, tiêu giác nhíu mày. Đừng động. Nàng giật mình, hắn tay chụp đầu nàng, kéo gần hơn. Cũng liền có thể nhìn rõ hơn, cởi bỏ sắc bén tiêu giác, một sát na này, lộ ra ôn nhu. Lông mi dày, dài rủ xuống, che đồng mâu đen kịt, biếng nhắc ngồi, hình dáng tuyệt luân. Môi mỏng đỏ bừng, mê người, nàng nhớ kiếp trước đêm mưa, nếu nàng biết là hắn, nếu thấy được, tiếp nhận ôn nhu thiện ý, có phải thái độ hòa hoãn chút. Đại khải ánh mắt quá nóng, không xem nhẹ được, tiêu giác dừng tay, ánh mắt đối lên. Hỏa Yến có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt, tiêu giác nhíu mày. Người mặt vì sao hồng, ta. Hỏa Yến giật mình, che hai má, cảm thấy nóng, không tìm ra lý do ấp úng, tiêu giác nhìn làng bỗng đến gần. ngươi nên không phải. hắn nhướng mày, trong mắt thâm ý khó lường, mỉm cười. ưa ừ, thích không có không có không có. hỏa yến lập tức bác bỏ, hai tay giơ lên phát thệ. thật không có, ngài phi phàm phong thái, phàm nhân sao dám tơ tưởng? ta không dám có ý nghĩ xấu, thực. tiêu giác dựa trở về, cầm bút suy cười. ta không nói gì kích động làm gì. hắn nhướng mày có tật giật mình, ta thật không có. Hoa Yến gấp gáp, người này làm sao còn níu lấy không thả? Trêu cật có ý tứ sao? Ngoài cửa, hai nha hoàn bưng đĩa trang trí tâm, không vào cũng không. đến cùng có vào không? Hồng Tiếu nhỏ giọng hỏi. vẫn không. Thúy Kiều nói. Ta thấy phu nhân và thiếu gia nồng tình, không nên quấy rầy. a. À, Hồng Tiếu cái hiểu cái không gật đầu. Thúy Kiều nghĩ, thơ gọi gì nhỉ? Tựa như trang bãi đề thanh vấn phu tế. Hỏa mi thâm tiền nhập thì vô. Đúng là như thế. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.